không có gì, đều nằm trong tưởng tượng của hắn. Nhưng mà hắn vạn lần không nghĩ tới là gặp phải cảnh tượng làm ra đầu người ta tê dại trước mắt. Thân thể lũ thỏ giống như bị người ta bơm lên giống nhau, kinh khủng vô cùng. chương 24 Kinh Hồn Định, con thỏ trước mắt đang không ngừng lớn, tiếp tục bành trướng. Hàn lập ý thức được một tia không đúng, trong giây lát nhớ tới cái gì, đột nhiên hắn ném cái chén trong tay xuống một bên của dược viên, sau đó xoay người bỏ chạy, chạy đến lúc cách mấy con thỏ vài chục trượng mới dừng cước bộ ngay khi hắn tưởng quay đầu nhìn lại hai tiếng nổ mạnh một trước một sau cơ hồ đồng loạt truyền tới hàn lập dùng mình một cái quay đầu lại nhìn quả nhiên là hai con thỏ đã bị nổ banh thân thể bị tạc thành nhiều mảnh huyết nhục bay tán loạn rơi xuống mặt đất ở chỗ hai con thỏ vừa rồi xuất hiện một cái hố chung quanh cái hố là tán loan hài cốt của thỏ máu và thịt giải đầy một mảnh đất có thể nói là thảm không đành lòng nhìn hàn lập thở dài một hơi đặt mông ngồi trên mặt đất lần này nếu không phản ứng nhanh sợ rằng sẽ bị nổ mạnh ảnh hưởng tuy không nhất định sẽ bị trọng thương nhưng nếu cả người dính toàn máu và thịt thỏ cũng không phải là một chuyện thoải mái đợi cho nội tâm bình tĩnh lại hàn lập mới đứng lên đi đến bên cạnh cái hố hắn nhìn một chút hiện trường huyết nhục mơ hồ lại xem xét cái chén nát bấy một bên dược viên hắn không nói được gì hàn lập vốn tưởng rằng có thể phát hiện từ trong lục dịch linh đan rượu dược gì đó lại không nghĩ rằng cái thứ đó lại kinh khủng như vậy độc dược thì cũng được nhưng để cho mấy con thỏ chết bi thảm như vậy. Hắn bây giờ có nói cái gì cũng không sờ vào cái bình này nữa. Quá dọa người, Hàn Lập không phải chưa bao giờ tiếp xúc với độc dược chí mạng, dưới vài năm dạy dỗ của Mạc Đại Phu, hắn đã kiến thức qua nhiều loại độc vật, nhưng không có loại nào có thể làm cho người ta chết kinh khủng như loại này. Cuối cùng thì năng lực kiềm chế của Hàn Lập cũng mạnh, trong hoàn cảnh loại này vẫn có thể áp chế được tức giận, ngây người trong chốc lát mới định rời đi. Bởi vì buổi trưa tới rồi, hắn phải đem bí dược đã được phối chế cho lệ sư huynh tất cả sự việc nơi này chờ hắn đem dược đưa đi đã rồi mới xử lý sau ôm ý nghĩ này hàn lập không liếc mắt thêm hiện trường vụ nổ đem tất cả phiền toái vứt về phía sau chính mình trở lại chỗ ở nghỉ ngơi một chút sau đó mang theo dược vật ra cửa cốc thần thủ hàn lập ra đến cốc khẩu thì cũng đã là buổi trưa lệ phi vũ thoạt nhìn đã sớm đến đang lo lắng chờ ở đó hắn chỉ có một mình đứng ở cốc khẩu trên người đã thay một bộ cẩm bào màu trắng trên lưng vẫn mang theo cái thanh trường đao lưu lại cho hàn lập thật sâu ấn tượng lúc hàn lập vừa đến trên mặt hắn mang theo một tia lo lắng nhìn về phía sơn cốc đến lúc thấy được hàn lập đến mới thu hồi ánh mắt lo lắng khóe miệng có chút nhếch lên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hàn sư đệ người cũng thật thủ tín a à, nói là buổi trưa đến thì đúng giữa trưa mới đến ta đợi đã nửa canh giờ lệ phi vũ nửa giỡn nửa oán giận nói thật xấu hổ ngày hôm qua phối dược tốn nhiều thời gian mãi cho đến khuya mới ngủ chờ đến khi ta xử lý xong những chuyện cần thiết thì đã đến buổi trưa rồi. Hàn lập nửa thật nửa giả nói, Hàn sư đệ, loại thuốc kia có hay không chế được. Lệ sư huynh bởi vì nóng lòng mà có điểm bối rối, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Hàn lập không có trả lời lệ sư huynh, thong dong cười, từ trong ngực chậm rãi lấy ra từ trong ngực một gói thuốc lớn, đưa cho lệ phi vũ. Mỗi lần trước khi ăn trừ tủy hoàn, dùng trước hỗn hợp của nước và dược phấn trong gói thuốc, có thể giảm bớt cho người một ít thống khổ, cảm ơn hàn sư đệ cảm ơn hàn sư đệ lệ sư huynh mừng rỡ như điên chỉ cần có thể giảm bớt một chút thống khổ đối với hắn mà nói chính là hạnh phúc lớn lao thống khổ sau khi ăn triều tủy hoàn thật sự để cho hắn không lạnh mà run trước kia hắn ăn rất nhiều loại thuốc giảm đau nhưng chưa từng có tác dụng gì vị hàn sư đệ này biết hết thảy đặc thù sau khi phục dụng triều tủy hoàn cũng từng uống qua nói không chừng dược hoàn này thật sự có tác dụng ngươi đừng vội cảm ơn ta Chờ thuốc này có hữu hiệu rồi mới cảm ơn ta cũng không trễ. Mặt khác đây chỉ là 5 phân thuốc, hiện nay dược tài của ta đều đã dùng hết, chờ ta tìm đủ được dược tài, sẽ giúp ngươi làm thêm vài phần nữa. Không có việc gì, đây không phải là 5 phân dung lượng sao, tạm thời cũng đủ dùng, mặc kẻ thuốc này có công hiệu hay không, phân tâm ý này của Hàn Sư Đệ, Lệ Phi Vũ Ta Tâm Lính. Lễ Sư Huynh có được thứ mình muốn, thần sắc lại khôi phục như bình thường, cũng không dám làm quá rất dứt khoát tỏ vẻ lại thiếu Hàn Lập một phần đại nhân tình. Hàn Lập mỉm cười, không nói gì nữa, chủ động hướng lệ sư huynh cáo từ trở về. Lệ phi vỗ trong tay cầm bí dược, cũng muốn trở về nhanh để thử công hiệu như thế nào, cũng không giữ lại Hàn Lập, hai người từ biệt nhau. Sau khi trở về cốc, Hàn Lập đi trước về dược viên thu thập một phen. Đem hài cốt của thỏ và đất đã nhiễm máu thịt đều đẩy vào trong hai cái hố, sau đó dùng bùn đất lấp bằng, thoạt nhìn chỗ này so với lúc trước làm thí nghiệm không có gì khác nhau. Hàn Lập hài lòng vỗ vỗ bụi đất trên tay, đánh giá chung quanh một phen, nhìn xem có địa phương nào còn có sơ hở không. Khi ánh mắt rơi vào nơi cái chén bị vỡ, hắn không khỏi bắt đầu trầm ngâm. Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc hắn vứt cái chén, nước trong chén đều rơi vào một khu đất này, làm ướt vài cọng dược thảo. Điều này làm hắn không khỏi có chút do dự, không biết dược thảo hấp thu nước này có hay không trở nên có độc. Mà người nếu ăn vào dược thảo có độc này có hay không gặp phải kết cục giống mấy con thỏ vừa nãy chính mình có phải diệt trừ mấy cọng dược thảo này hay không? Một dãy liên tiếp những vấn đề từ trong đầu Hàn Lập hiện ra. Hàn Lập suy nghĩ cả nửa ngày, chính nhưng là vẫn quyết định chờ một chút rồi hãy làm, quan sát chúng nó một đoạn thời gian, làm lại một lần thí nghiệm nho nhỏ nữa. Nếu trong mấy ngày này nếu dược thảo trở nên có độc, chính mình diệt trừ chúng nó cũng không muộn. Định xong chủ ý, hắn nhìn thấy không có chuyện gì có thể đi làm, lại đến thạch thất luyện công. Hắn hy vọng chính mình có thể trên phương diện tu luyện lại có đột phá. Hàn Lập bây giờ đã sớm không hề trông cậy vào tác dụng cụ thể của khẩu quyết. Hắn tu luyện khẩu quyết đã trở thành một loại phản ứng bản năng, nếu không tu luyện nó, Hàn Lập cũng không biết mình ở trên núi để làm cái gì, tu luyện khẩu quyết đến tầng cao hơn thành hắn toàn bộ mục tiêu trong cuộc sống trước mắt. Trải qua một buổi chiều chuyên tâm tu luyện, Hàn Lập uể oải phát hiện, chính mình thực sự không phải là một thiên tài. Mặc dù hắn cũng cảm giác được khoảng cách đến tầng thứ tư chỉ cách một cái ngón tay là có thể đột phá, nhưng vẫn không chút tiến thêm, làm lãng phí mấy canh giờ khổ luyện. Nếu không mượn ngoại lực từ dược vật thì không được, nếu không chính mình chỉ có thể đứng ở tầng thứ ba, không có cách nào đi thêm một bước nữa. Tâm lý Hàn Lập Ba đầu chờ đợi mặc đại phu có thể sớm đi trở về, cũng may mắn tìm được đủ dược tài, giúp chính mình đột phá khốn cảnh trước mắt. chương 25, Sáp Liễu Thành, lại qua một đêm, sáng sớm Hàn Lập vừa mới thức dậy đã hướng dược viên đi đến, muốn quan sát một chút xem mấy cọng dược thảo có biến hóa gì không. Còn chưa đi đến dược viên, hắn đột nhiên ngửi thấy vài loại hương thơm nồng nặc của dược thảo. Hàn Lập có chút sừng sốt, trong lòng vừa động chẳng lẽ là. Cước bộ của hắn không khỏi nhanh hơn, rốt cuộc cũng đã đi tới phía trước mấy cọng dược thảo toát ra mùi thơm mãnh liệt. Đây chính là vài cọng thảo dược ngày hôm qua, Hàn Lập không dám tin tưởng con mắt của chính mình, lấy tay vỗ mạnh vào vào cái mặt vẫn còn mang theo vài phần ngái ngủ của mình, đến khi cảm thấy chút đau đớn mới đình chỉ hành vi tự ngược chính mình. Lá cây của Hoàng Long thảo có chút phát tử khổ liên hoa cũng mở ra tận chín cánh hoa, vỏ của vong yêu quả biến thành sắc đen, ha ha. Ha ha, Hàn Lập Cung không nhịn được, cho dù bình thường hắn có tâm tính như nước nhưng lúc này cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ta gặp đại may mắn, trong một đêm thảo dược chỉ có một, hai năm dược tính, tất cả đều biến thành vài chục năm dược tính. Nhìn sắc thái của lá cây này, của quả này, của cánh hoa, của mùi thơm chính là chân quý dược tài đã hoàn toàn thành thục lâu năm. Nếu theo loại phương thức này nuôi dưỡng thảo dược, Chính mình chẳng phải muốn có bao nhiêu chân quý dược tài cũng được sao? Hơn nữa nếu dược tài chính mình không dùng được cũng có thể bán cho người khác, cứ như vậy có bao nhiêu bạc có thể thu về. Hàn Lập cũng đè nén không được tâm lý hưng phấn kích động, bắt đầu miên man suy nghĩ. Hàn Lập càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng xa, cảm giác mình đã kiếm được bảo vật thật sự. Hắn đột nhiên té ngã mấy lần, lúc này hắn cũng không có bộ dáng tỉnh táo thường ngày, phương thức biểu đạt kích động giống như một thiếu niên 14 tuổi. Một lúc lâu sau, Hàn Lập mới bắt đầu thanh tỉnh, ý nghĩ khôi phục cơ cảnh như ngày xưa, bắt đầu lo lắng cách giải quyết một ít nan để từ cái đại may mắn từ trên trời rơi xuống này. Đầu tiên dược thảo này từ bề ngoài mà nhìn tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng thực chất dược chất còn phải kiểm nghiệm lại, chúng nó dù sao là hấp thu cái chất lỏng kỳ quái này mới biến thành như vậy, ai biết chúng nó có biến dị thành phần bên trong hay không, ngày hôm qua hạ tràng thê lương của con thỏ, chính mắt mình nhìn thấy, chính mình phải cẩn thận vẫn tốt hơn. Tiếp theo lục dịch trong bình nhỏ thần bí đã dùng hết, không biết dị tưởng còn có tiếp tục phát sinh hay không, tốt nhất đừng là đồ dùng một lần, để tối mịt phải xác nhận một chút. Nếu hai phương diện trên không có vấn đề gì, mình còn phải nắm giữ cụ thể chi tiết, bước làm của loại thôi xanh dược này, để hoàn toàn có thể khống chế loại phương pháp không thể tưởng tượng này. Hàn Lập suy nghĩ khá lâu, đã đặt ra mấy cái vấn đề cần phải giải quyết, không giải quyết mấy cái nan đề này, cái đại may mắn này đối với mình chỉ là trăng trong bóng nước mà thôi. Sau khi toàn bộ đều lo lắng xong rồi, Hàn Lập bắt đầu hành động hắn đi ra ngoài cốc vào phòng bếp hỏi quản sự mua hai con thỏ về cử động này của hàn lập làm cho quản sự bếp vừa cao hứng lại vừa buồn bực thiếu niên này tại sao lại mua thỏ về chẳng lẽ hắn muốn chính mình tự tay giết thỏ để luyện tập trù nghệ sao hàn lập cũng mặc kệ người khác nghĩ thế nào thì nghĩ lần này hắn không đem thỏ nhốt ở trong dược viên mà đem thỏ nhốt trong phòng mình để tiện quan sát chúng nó biến hóa sau đó hắn ra dược viên đem vài cọng dược thảo được thôi xanh cẩn thận hái trở về làm thành vài cân thuốc bổ xương, sau đó trộn lẫn vào những loại thức ăn thỏ thích ăn nhất, một ngày ba lần đút cho lũ thỏ ăn, để xem thảo dược này có độc hay không có độc. Làm xong tất cả, Hàn Lập lo lắng đợi ban đêm tối, lúc mà hắn cảm giác thời gian quả thật dài đằng đẵng, ban đêm y như hắn chờ đợi cũng đã đến. Trời vừa mới đen lại, Hàn Lập đã chạy ra ngoài phòng đem bình nhỏ từ túi đặt trên mặt đất, chính mình thì tập trung tinh thần chờ đợi biến hóa của bình nhỏ. Một khắc đã trôi qua, không có động tĩnh gì, hai khắc đã trôi qua, bình nhỏ còn không có động tính. Đến canh ba, theo thời gian trôi qua, lòng hàn lập càng ngày càng trầm xuống, đợi đến tận hưởng đông mà bình nhỏ còn không có dị động gì. Hắn huệ hoài hoàn toàn, bình này chẳng lẽ là đồ dùng một lần. Chẳng lẽ chính mình không có làm đúng cái gì. Hàn lập cố gắng lên tinh thần, nhìn một chút hoàn cảnh bốn phía. Không có chỗ nào khả nghi, ngoại trừ trời có chút đen. Hàn lập tự nhủ, hắn đột nhiên bất động, ngẩng đầu lên nhìn trời, bầu trời đen mờ mịt, nhìn không thấy được cái gì, trời có chút đen những lời này điểm tỉnh Hàn Lập. Chẳng lẽ bởi vì là ngày trời âm u, không có ánh trăng trăng. Hàn Lập nhớ lại, trước kia khi bình nhỏ phát sinh dị biến đều là tình huống trời quang mây tạnh, có thể nhìn rõ ánh sao và ánh trăng. Mà hôm nay lại là ngày khí trời âm u, mây đen đầy trời. Hàn Lập so sánh một chút, tinh thần thoáng rung lên, lại chứng kiến sắc trời, biết đêm nay sẽ không có gì xảy ra, liền đem bình thu lại, chuẩn bị đợi đến ngày có trăng đem ra thử lại lần nữa. Chính là ngoài ý liệu của Hàn Lập, nửa tháng sau bầu trời chẳng những không quang mây mà còn liên tục mưa phùn, loại khí trời này vẫn tiếp tục cho đến hôm nay. Hàn Lập nhìn bên ngoài mưa phùn, tâm lý nóng nảy phiền muộn, chính mình càng cần khí trời quang đáng, nó lại càng mưa không ngừng, không có chút ý tứ muốn đình chỉ. Hắn quay đầu lại nhìn trong phòng hai con thỏ đang trú mưa. Bộ dáng nghịch ngợm nhanh nhạy của chúng nó càng để cho Hàn Lập buồn bực, từ ngày hai con thỏ này ăn dược vật trộn lẫn thức ăn, chẳng những không có vấn đề gì, còn so với trước kia tinh danh hơn. Hơn 10 ngày nay, Hàn Lập mỗi ngày đều cẩn thận quan sát chúng nó một phen, xác định lũ thỏ không có dấu hiệu chúng độc, ngược lại bởi vì ăn thuốc bồi cân tráng cốt mà càng thêm kiện tráng. Kết quả tốt này chẳng những không để cho Hàn Lập cao hứng lại, mà để cho tâm lý của hắn có chút mất mát. Không có chút biện pháp để cho chính mình bình tĩnh trở lại, đối với hắn mà nói, bình tử có thể tái sinh ra lục dịch nữa hay không, đã thành mấu chốt của hết thảy. Mà cái khí trời khốn kiếp này triền miên hồi lâu làm cho mê đề này không cách nào tháo gỡ, làm cho tâm lý Hàn Lập buồn bực cực kỳ. chương 26 Thôi Dược Xanh Ngay khi Hàn Lập cho rằng loại thời tiết âm u này sẽ kéo dài nữa, mặt trời rốt cục cũng chịu ló ra trên bầu trời. Lúc này cách khoảng thời gian Hàn Lập phát hiện bí mật của lục dịch cũng đã hơn nửa tháng, hắn sớm đã không chờ nổi. Vào đêm hôm ấy, hắn rốt cuộc cũng thấy kỳ quan 4 năm trước thấy được lại phát sinh lần nữa. Một đám giày đặc quang điểm vây quanh bình nhỏ, hình thành một quả cầu sáng lớn. Khi Hàn Lập vừa nhìn đến tình cảnh này, khối đá nặng chiếu trong lòng hắn cuối cùng cũng được cởi bỏ, cơ bản có thể khẳng định bình nhỏ cũng không phải đồ chỉ dùng được một lần, mà là một kỳ vật có thể sử dụng nhiều lần. Tiếp tục chờ đợi 7 ngày sau, bình nhỏ này rốt cuộc lại xuất hiện một giọt lục dịch. Khi Hàn Lập chứng kiến bên trong bình xuất hiện lục dịch, tuy trong lòng đã sớm có 8, 9 phần nắm chắc, nhưng vẫn cao hứng dị thường cái này cho thấy tương lai mình sẽ có cuồn cuộn không ngừng chân quý dược tài sẽ không vì thiếu dược vật mà giàu dĩ phải biết rằng độ chân quý của dược tài đa số đều là xem số năm sinh trưởng của nó thời gian sinh trưởng càng lâu dược tính lại càng mạnh đồng dạng dược tài có số năm tồn tại càng lâu càng khó kiếm hơn nữa đều sinh trưởng tại thâm sơn cùng cốc không gặp một chút nguy hiểm đừng mong có thể tìm được mặc dù bây giờ có một ít dược điếm đại phu tự mình chuyên môn bồi dưỡng một ít dược thảo nhưng đều là những thứ thường dùng số năm sống cũng rất ngắn nhưng là có thể sử dụng được. Đại bộ phận mọi người sẽ không ngốc mà nuôi dưỡng loại dược tài vài chục năm hay thậm chí khoảng 10 năm mới có thể sử dụng. Nhưng cũng có một chút đại phú thế gia vì đề phòng vạn nhất sẽ cho người chuyên môn nuôi dưỡng vài cọng thảo dược phi thường chân quý, để lúc nguy cơ dùng bảo vệ tính mạng, mấy loại dược tài này nếu không qua một thời gian tương đối dài thì không có dược hiệu, bởi vì nhúng thứ bình thường. Bằng tài phú những người này có thể dễ dàng mua được, cần gì phải tốn rất nhiều công phu, chuyên môn để bồi dưỡng chứ hơn nữa những thế gia với gia tài thật lớn được truyền thừa cũng không thèm quan tâm tiền bạc tốn hao để bồi thực các loại thảo dược này ai cũng không biết mình ngày nào phải sử dụng cho nên dược thảo này bình thường đều phải trải qua khoảng trăm năm bồi dưỡng người bình thường thì không có tài lực và vật lực để làm như vậy ngẫu nhiên có một chút dược tài ở ngoài hoang dã xuất hiện cũng đều bị những thế gia này thu mua cái này cũng tạo nên giá tiền của các loại dược tài này cứ thế bị đội lên còn thường xuyên có cục diện có tiền mà không có hàng Hàn Lập cũng không xem trọng lần ra ngoài này của mặc Đại Phu, phỏng chừng hắn cũng không có quá lớn thu hoạch, nhưng chính mình bây giờ không cần vì thiếu dược tài mà giàu dĩ. Sau khi có cái bình này, bao nhiêu dược tài tốt cũng có thể trong một thời gian ngắn thôi sanh ra. Hàn Lập mang một tâm tình khác thường, trong 10 ngày sau, lại phân biệt làm vài lần thí nghiệm thôi sanh thảo dược. Nếu đem lục dịch hòa tan vào nước tưới vào rất nhiều thảo dược, kết quả ngày thứ hai chỉ thu được số dược tài như đã được nuôi dưỡng thêm 1, 2 năm kém rất nhiều so với thảo dược thu được lần đầu tiên. Từ thí nghiệm này, Hàn Lập mơ hồ lĩnh ngộ được một ít quy luật. Tại các thí nghiệm tiếp theo, Hàn Lập xuất khoát tỉnh lược bước hòa tan lục dịch, trực tiếp đem lục dịch nhỏ trên một gốc cây nhân sâm, kết quả ngày thứ hai sau khi tỉnh dậy, Hàn Lập được một cây trăm năm nhân sâm. Thí nghiệm lần này để cho Hàn Lập rất mừng rỡ, không phải bởi vì đã được một loại hy hữu dược tài, mà là bởi vì hắn đã đại khái nắm giữ phương pháp sử dụng lục dịch. Tiếp theo Hàn Lập lại làm vài lần thí nghiệm để bảo tồn lục dịch, đem lục dịch từ trong bình để vào các vật phẩm có thể đựng được như bình sắt, bình ngọc, hồ lô, bình bạc. Phát hiện ra rằng vô luận là loại vật phẩm nào cũng không thể bảo tồn lục dịch quá một khắc, chỉ cần đem lục dịch từ bình nhỏ đi ra, thì trong một khắc phải đem nó dùng hết, nếu không nó sẽ chậm rãi biến mất vô ảnh vô tung. Mà nếu hòa tan với các chất lỏng khác cũng giống giống như vậy, mặc dù có thể để một thời gian hơi dài một chút, nhưng chỉ cần qua nhất định thời gian, ở lại bình đựng chỉ còn lại các chất lỏng khác đã rót vào thành phần lục dịch vẫn cứ biến mất sau khi làm vài lần loại thí nghiệm này hàn lập đối với việc đựng lục dịch bởi các loại vật phẩm khác mất đi hoàn toàn tin tưởng xem ra không có cách nào đại lượng chứa đụng chất lỏng thần bí này không thể làm gì khác hơn là đi làm một loại thí nghiệm kiểm tra dược tính hàn lập nhỏ một giọt lục dịch trên một gốc cây tam ô thảo xanh biếc đem nó biến thành một gốc cây tam ô thảo màu vàng trăm năm tuổi vài ngày tiếp theo lại nhỏ cho nó thêm một giọt lục dịch tuổi thọ của nó lại cũng tăng lên thêm 100 năm. Chứng kiến làm như vậy quả thật là có hiệu quả, Hàn Lập trong hai tháng tiếp theo tiếp tục lặp lại cách làm như vậy, mỗi khi có một giọt lục dịch mới từ bình nhỏ sinh ra thì hắn lại đem nó nhỏ vào gốc cây tam ô thảo. Mà gốc cây tam ô thảo cũng không phụ hy vọng, lá cây dần dần từ sắc vàng chuyển sang vàng đen, từ vàng đen chuyển sang đen hẳn, rốt cuộc sau khi nó biến thành đen bóng. Nó trở thành một gốc cây thế gian hiếm có ngàn năm tam ô thảo. Kiểm tra lần này rất thành công, xem bộ dáng này nếu kiên nhẫn có thể đem tuổi thọ của gốc tam ô thảo tiếp tục tăng lên nhưng mà việc này đối với hàn lập hoàn toàn không cần thiết chỉ cần biết cách làm này là hoàn toàn có thể bây giờ hắn cũng không cần loại dược tài có tuổi thọ quá lớn chỉ cần khoảng vài trăm năm dược tài cũng đủ cho hắn phục dụng sau khi trải qua hàng loạt các thí nghiệm nhàm chán hàn lập rổ cục có thể rảnh rỗi nghỉ tạm một chút hảo hảo một phen tính kế lúc này cách khoảng thời gian từ khi mặc đại phu xuống núi cũng không ngắn rồi Bây giờ Hàn Lập Cầm trong tay gốc ngàn năm tam ô thảo, nằm tại phòng của chính mình, trên giường gỗ, phát ngốc. Hai mắt hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm dược thảo đen thùi, tựa hồ như đang nghiên cứu nó. Nhưng chỉ cần có một người ở trong phòng, từ ánh mắt tán loạn của hắn nhìn ra, tâm tư hắn căn bản không có đặt trên gốc tam ô thảo, mà là đang thần du thiên ngoại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bây giờ hắn hoàn toàn không đắm chìm trong vui sướng vì cây tam ô thảo, mà là đang tinh tế nghĩ đến chỗ tốt cùng nguy hiểm mà bình nhỏ mang đến vì đường lui của chính mình mà suy nghĩ. Hàn lập từ các loại sách trong phòng mặc đại phu chứng kiến không ít các ví dụ hoài bích kỳ tội, cái bình trong tay hắn có thể xưng là bảo vật vô giá, nếu bị người ngoài biết được hắn có một bảo bối như vậy trong tay, hắn tuyệt đối không sống được đến buổi sáng ngày thứ hai. Hắn cùng rất nhiều người có ngọc trước kia giống nhau, bị bao phủ bởi rất nhiều đồ phu tham lam mà tới. Người ở xa không nói, nói về những người ở gần, nếu mấy vị môn chủ của bổn môn biết bí mật của cái bình, họ nhất định sẽ không buông tha chính mình sẽ nghĩ mọi phương pháp giết người đoạt bảo, mà chính mình sẽ rơi vào thê lương hạ tràng bảo đoạt nhân diệt. Chính mình tuyệt không thể đem bí mật của bình tử nói cho bất luận kẻ nào, trên núi này cũng cần phải cẩn thận sử dụng, bình nhỏ hấp thu quang điểm gây ra động tính quá lớn, rất có thể sẽ bị ngoại nhân phát hiện bí mật. Hàn lập hạ quyết tâm thủ khẩu như bình, không tiết lộ ngoại nhân một chữ. Nhưng mà chính mình bây giờ cần dược tài để tu luyện, không dùng bình nhỏ này quá đáng tiếc chính mình còn cần phải nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn cả đôi đường hắn nhớ tới chính mình không thể tiến bước tu luyện, lại có chút buồn bã. Mặc kệ thế nào tiến độ tu luyện khẩu quyết không được chậm chế, không phải vì sự đốc xúc của mặc đại phu mà tu luyện, mà là hắn mơ hồ đã nhận thấy được một ít biến hóa bất đồng do tu luyện vô danh khẩu quyết trên người mình. chương 27, Phối Linh Dược Tại thời điểm trước khi mặc đại phu trở về Sơn Cốc, Hàn Lập biết sử dụng cái bình này trong thần thủ cốc tạm thời an toàn, bởi vì cả Sơn Cốc cũng chỉ có mình hắn, bình thường cũng không có ngoại nhân tùy tiện xông vào trong cốc, cam đoan ở đoạn thời gian này cũng không gặp cái gì ngoài ý muốn, có thể yên tâm lớn mật sử dụng bình nhỏ. Hàn Lập bắt đầu đoán thời gian mặc đại phu trở về sơn cốc, cảm giác được nếu hắn tại những địa phương phụ cận tìm thì không có khả năng tìm được dược tài tốt, hắn sợ rằng phải đi những địa phương khá xa mà tìm, rất có thể là phải đi sâu vào những nơi vắng vẻ không người, hoặc vào sâu trong rừng rậm tìm kiếm. Chỉ có những nơi hẻo lánh như vậy mới có hy vọng hái được một ít hy hữu dược tài. Nhưng thời gian trên đường đi là thứ nhất, hơn nữa còn thời gian tốn hao để siêu tầm dược tài, ít nhất cũng phải gần một năm mới có thể trở về cốc. Bây giờ cách thời gian mặc đại phu rời cốc khoảng nửa năm, phỏng chừng hắn có khoảng 6 đến 7 tháng nữa mới về được thất huyền môn. Trước khi hắn trở về, Hàn Lấp chỉ có thể cố gắng nuôi dưỡng một số thảo dược hữu dụng với chính mình, phải có kế hoạch dựa theo mấy cách điều chế dược tài chân quý mà hắn biết được, không thể lãng phí thứ lục dịch này. Hàn Lập sắp chế tác những dược vật có thể tăng trưởng công lực, giúp mình đột phá bình cảnh. Đây đều là những loại mà Mặc Đại Phu trước đây muốn phối chế, nhưng lại không tìm đủ dược tài cần thiết, mấy loại dược tài này đều là những loại để người bình thường táng ra bại sản, là bảo vật người giang hồ liều mạng tranh đoạt. Chính như là y thuật cao minh như Mặc Đại Phu, cũng chưa bao giờ ra mắt một trong những loại dược tài này, chứ đừng nói là thân thủ phối chế. Phải biết rằng Mặc Đại Phu mặc dù nắm giữ phương pháp phối chế thánh dược, nhưng trong tay không có dược tài, cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài hàn lập lúc trước theo mạc đại phu học y thuật đối với cách điều chế hy hữu này cảm thấy hứng thú hắn mặc dù không hy vọng xa vời chính mình có thể phối chế được dược vật này nhưng cũng đem cách điều chế ghi nhớ không ít mạc đại phu đối với việc học tập cách điều chế này của hắn mang một thái độ bình thường chỉ cần hàn lập hỏi hắn sẽ trả lời đầy đủ cho hàn lập không có chút giấu giếm đại khái mạc đại phu cho rằng cách điều chế này thuộc về loại chân quý nhưng không thể sử dụng được bây giờ cách điều chế đã trở thành máu thịt của hàn lập hắn chiếu theo đúng phương pháp để nuôi dưỡng năm loại thảo dược không dám có một chút buông lỏng phải biết rằng thời gian của hắn cũng không nhiều hắn phải điều chế tốt dược vật này trước khi mặc đại phu trở về sau đó thì đem cái bình giấu đi quyết không sử dụng trên ngọn núi này lần nữa hàn lập cũng không có chút tin tưởng có thể ở trước mặt mặc đại phu sử dụng bình nhỏ mà không lộ ra dấu vết trong lòng hắn rất rõ ràng mặc đại phu là người khôn khéo cẩn thận cỡ nào hắn cũng không có ý định đem bí mật về bình nhỏ nói cho mặc đại phu hàn lập cảm giác được chính mình và mạc đại phu có quan hệ rất kỳ lạ không phải như quan hệ thầy trò bình thường mạc đại phu thường xuyên dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn điều này làm cho hàn lập có cảm giác đối phương đang ẩn giấu một bí mật có hại cho mình đặc biệt là một hai năm gần đây loại cảm giác này của hàn lập càng thêm mãnh liệt điều này làm cho hàn lập và mạc đại phu không có cách nào giống như thầy trò bình thường thân mật không khoảng cách không có chuyện gì sẽ nói mạc đại phu lúc này thường kỳ thật đối với hắn phi thường tốt không có đấm đá không bao giờ mở miệng mắng to trên phương diện tu luyện khẩu quyết cũng không tiếc sức lực tạo cho hắn điều kiện tốt nhất nhưng giữa hai thầy trò như tồn tại một tầng bình chướng luôn có một loại không khí miễn cưỡng chung quanh hai người phiêu đáng mạc đại phu rất rõ ràng ý thức được sự tồn tại của vết sách này nhưng mà hắn không có một chút ý định nào để bổ cứu tình thầy trò này vẫn làm y như trước chỉ một mặt đốc xúc tiến độ khẩu quyết hàn lập tu luyện nhưng mà khi nhìn về phía hàn lập loại cổ quái ánh mắt này tựa hồ dần dần mất đi thậm chí đã một thời gian dài rồi không có ánh mắt này nữa. Nhưng giác quan thứ sáu của Hàn Lập mơ hồ nói cho chính mình biết, đối phương cũng không thật sự buông tha ý đồ với chính mình, mà là rất xảo diệu đem dục vọng của hắn che giấu. Cứ như vậy làm Hàn Lập đối với Mạc Đại Phu tăng thêm vài tầng đề phòng. Dưới tình huống như thế này, hắn sao dám đem bí mật của bình nhỏ cho đối phương biết chứ? Hàn Lập từ không ít sử thư học được một cái giáo huấn thép, đó chính là suy nghĩ hại người không thể có, nhưng suy nghĩ đề phòng người không thể không có mặc kệ mạc đại phu đối với mình có gây ra bất lợi hay chính là cảm giác của mình sai lầm hắn đối với mạc đại phu tăng mạnh cảnh giác nói chung không phải là một chuyện xấu nếu mạc đại phu thật là đối với hắn có chủ tâm bất lương hắn tăng mạnh đề phòng để tránh cho mình bị thương tổn nếu giác quan thứ sáu của mình sai lầm hắn đề cao cảnh giác cũng không có chỗ nào là không đúng hắn sẽ không chủ động làm chuyện khi sư diệt tổ hàn lập hắn vẫn là hảo đồ đệ của mạc đại phu sẽ cố gắng làm hết chức trách của một người đồ đệ phải có hàn lập nghĩ tới đây tâm lý còn có chút không quá thoải mái loại thầy trò kỳ quái như chính mình và mặc đại phu trong thất huyền môn chỉ sợ có một hắn không khỏi thở dài một chút bình nhỏ quyết không thể sử dụng khi mắc đại phu đã trở về đây là nhất định phải biết rằng trên đời không có chuyện nào là kín bưng cứ cho là hắn may mắn không bị mặc đại phu phát hiện cũng có thể bị những người thất huyền môn phát hiện bảo hiểm nhất chính là đem nó thu hồi coi như không có phát sinh loại chuyện này hàn lập đã nghĩ tốt lắm hết thảy cũng Hà quyết tâm cất giấu bình nhỏ không dễ dàng đem ra dùng, trong lòng nhẹ nhàng mơ mơ màng màng trên giường ngủ mất. Tại mấy tháng sau, Hàn Lập lén lén dùng dịch thể màu lục trong bình nhỏ, nuôi dưỡng các loại dược tài chân quý, dựa theo cách điều chế điều phối không ít chân quý dược tài. Nhưng trong quá trình phối chế cũng xảy ra không ít lần thất bại để cho Hàn Lập đau lòng hồi lâu, phải biết rằng dược tài để chế tác dược vật, không loại nào là không chân quý, không phải là cực phẩm tài liệu thất bại một lần đại biểu cho không biết bao nhiêu bạc vàng đổ xuống sông xuống biển. Nhưng mà cái này cũng không thể trách hắn, với cách điều chế này đối với những người lần đầu tiên phôi chế, thất bại vài lần là khó tránh khỏi. Chính là nếu mặc đại phu tự mình phối chế cũng sẽ thất bại một, hai lần. Hàn lập cũng chỉ có thể tự an ủi như vậy. Hoàng Long Đan, Thanh Linh Tán, Kim Tủy Hoàn, Dưỡng Tinh Đan, những loại thuốc hy hãn khó có thể gặp ở bên ngoài đều được đặt bên trong hơn 10 bình nhỏ. Từng cái bình được xếp trước mặt Hàn Lập, Hàn Lập nhìn những dược bình này, trên mặt cũng không thể giấu nổi vui mừng. Có linh đan rượu dược, đừng nói là luyện thành khẩu quyết tầng thứ tư, đến ngay cả tầng thứ năm, thứ sáu cũng sẽ tốn không quá nhiều khí lực là có thể luyện thành. Trong có các loại thuốc này, Hoàng Long Đan và Kim Tủy Hoàn đối với việc luyện công của hắn trợ giúp lớn nhất, đều có diệu dụng thoát thai hoán cốt, gia tăng công lực. Mà Thanh Linh Tán là thánh dược giải độc thế gian ít có, có thể giải được trăm ngàn loại kịch độc cuối cùng dưỡng tinh đan là một loại linh dược đối với nội ngoại thương đều có tác dụng thần kỳ. Chỉ cần ăn một viên thuốc, cho dù không thể khởi tử hồi sanh, không làm cho thương thế lập tức khỏi hắn, cũng làm cho thương thế giảm bớt, có thể bảo trụ tính mạng. chương 28, Mạc Lão Hồi Cốc, vốn Hàn Lập cũng không định phối chế hai loại dược vật không có quan hệ với luyện công này, nhưng trải qua cẩn thận tự định giá, cảm giác chính mình dù sao vẫn là một nửa người giang hồ, có trời mới biết, vào một ngày nào đó hắn có hay không sẽ gặp phải tai họa có thể hay không bị cuốn vào một ít đánh đánh giết giết trên giang hồ chính là nên chuẩn bị trước một chút giải độc chữa thương vẫn tốt hơn vạn nhất nếu mình trúng độc bị thương bởi vì không có thuốc tốt mà nghèo chẳng phải quá oan khuất nghĩ vậy hàn lập điều chế hai loại dược vật chuẩn bị mang bên người đề phòng ngoài ý muốn dù sao tánh mạng mỗi người chỉ có một cái mà thôi hàn lập còn không muốn chết sớm mặc dù làm vậy sẽ ảnh hưởng đến số lượng của hai loại linh dược từ đó mà tốc độ tu luyện khẩu quyết có chậm đi một ít nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh được. Dù sao trên đời không có cái gì thập toàn thập mỹ, làm người có đôi lúc phải có chút cam chịu. Hàn Lập phối chế hoàn thành, bắt đầu dựa theo phương pháp dùng thuốc, phân biệt ăn một viên Hoàng Long đan và Kim Tủy hoàn. Hai loại dược vật này không hổ là thánh dược trong truyền thuyết, dưới tác dụng kinh hãi của dược lực, không uổng phí công sức, ngay đêm đó hắn phá tan bình cảnh, luyện thành tầng thứ tư khẩu quyết. Vừa đạt đến tầng thứ tư, Hàn Lập lập tức cảm thấy hoàn toàn bất đồng với quá khứ ngu cảm của hắn oanh một cái tăng lên một cảnh giới không thể tưởng tượng hết thảy sự vật trước mắt trở nên sáng ngời rõ ràng trước kia chính mình không thể thấy được một số thứ rất nhỏ một chút trở nên bị phóng lớn có thể thấy được bằng mắt đến ngay cả một sợi tơ nhện ở góc phòng cũng thấy rõ mồn một, một thính giác cũng trở nên linh mẫn nhạy bén vô cùng vô số các tiếng vang trước kia chưa bao giờ nghe thấy đều dũng mãnh đập vào trong tai ví dụ như một con run ở cách xa vài chục trượng đào đất phát ra âm thanh xa xa một con côn trùng không biết tên bay qua trước cửa phát ra thanh âm ông ông, những tiếng vang này như ghé sát tai hắn mà vang lên, nghe vô cùng rõ ràng. Ngoài ra còn đột nhiên toát ra một số mùi kỳ quái, làm cho Hàn Lập biết được khứu giác của mình so với trước kia bất đồng thật lớn. Hàn Lập vừa mừng vừa sợ, đây là lần đầu tiên từ khi hắn tu luyện khẩu quyết này cảm thấy chính mình không có lãng phí thời gian, cảm thụ cùng người khác bất đồng như vậy, rõ ràng khẩu quyết này không phải là không có tác dụng, mà là nó có chỗ độc đáo của nó mấy tầng tu luyện trước mặc dù đều cho hắn ngũ cảm có tăng lên nhất định, nhưng đều không thay đổi rõ ràng giống như tầng thứ tư này, thay đổi này thật lớn, đây căn bản chính là tính chất tăng lên, giống như thay đổi thành một người hoàn toàn mới. Trừ cái này ra, hắn còn cảm thấy thân thể chính mình so với trước đây nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trên phương diện tinh thần cũng có bước tiến dài, nếu bây giờ Hàn Lập ba ngày không ngủ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Hàn Lập tinh tế thưởng thức những điều bất đồng chưa từng có trước đây trên thân thể. Hắn đứng một chỗ bất động một chút, là có thể cảm nhận hết thảy mọi chuyện xảy ra trong phạm vi 10 trượng xung quanh, làm Hàn Lập phi thường si mê cảm giác này. Hôm nay hắn mới hiểu được, khẩu quyết này tu luyện đến tầng thứ tư mới là chính thức có chút thành tựu. Hắn không khỏi nghĩ đến tầng thứ tư có tư vị làm kẻ khác khó có thể quên, vậy tầng thứ năm, thứ sáu sẽ có bao nhiêu những cảm thụ tuyệt vời nữa đây? Ngay khi Hàn Lập vừa mới lĩnh ngộ đến sự ảo diệu của công pháp hắn tu luyện không bao lâu, sư phó trên danh nghĩa của hắn mặc đại phu trở về sơn cốc. Hắn chẳng những chính mình trở về, còn mang theo một nhân vật thần bí mạc đại phu mới vào thần thủ cốc thì hàn lập từ xa đã nghe thấy tiếng ho khan quen thuộc lúc ấy hắn đang ở trong thạch thất ngồi tu luyện tranh thủ có thể sớm tiến được thêm một tầng sau khi nhận thấy thanh âm của mạc đại phu liền tức tốc vận khí thu công đi ra ngoài thạch thất phàm hướng cốc khẩu mà đi đến bái kiến vị sư phó đã một năm không thấy mặt kết quả là cách cốc khẩu không xa thấy mạc đại phu vừa thấy mạc đại phu hàn lập thất kinh người vẫn chính là người trước kia nhưng đập vào mắt là khuôn mặt hôi bại không có vài phần sinh khí. Hắn trước kia mặc dù sắc mặt có vàng vọt bệnh hoạn nhưng cũng không có như bây giờ khí sắc kém đến cực điểm, bộ dạng giống như là đại hạn sắp đến vậy. Càng làm hàn lập kinh hãi nữa là phía sau hắn còn đi theo một người mang khăn che màu đen, trên dưới toàn thân đều bị một kiện lục bào thùng thình che kín, không lộ ra nửa phần da thịt ra bên ngoài. Người này có vóc người cao lớn dị thường, so với hàn lập còn cao hơn tận hai cái đầu. Có thân hình to lớn rắn chắc nhưng người lại mang theo khăn che mặt, Hàn Lập không cách nào nhìn rõ dung mạo người này, chỉ loáng thoáng cảm giác được người này có khuôn mặt khẳng định là dữ tợn đáng sợ, dị thường sủ lậu. Hàn Lập đè nén nghi vấn trong lòng xuống, vội vàng tiến lên thi lễ với Mạc đại phu, sau đó cung kính đứng một bên, chờ Mạc đại phu đặt câu hỏi. Tâm lý hắn rất rõ ràng, đối phương căn bản không để ý đồ đệ này có đối với hắn lễ phép cung kính không, nhưng thân làm đệ tử, thầy trò lễ tiết vẫn cần phải làm đủ, không thể tùy tiện quên đi. Làm cho đối phương có cảm giác mình là loại kiệt ngạo không tuần, sẽ làm cho chính mình càng bị rơi vào một hoàn cảnh bất lợi hơn. Y theo sự hiểu biết của Hàn Lập với Mạc Đại Phu, theo như ngày thường sự quan tâm của hắn đối với tiến độ tu luyện khẩu quyết của chính mình, một đoạn thời gian dài như vậy không thấy mặt, phòng trừng vừa thấy mình, hắn trước tiên sẽ mở miệng gọi tình trạng tu luyện khẩu quyết để xác định tiến độ tu luyện khẩu quyết của Hàn Lập như thế nào. Quả nhiên, Mạc Đại Phu thấy Hàn Lập chủ động từ bên trong sơn cốc đi ra, hơi chút sủng sốt. Hò khan hai tiếng liền hữu khí vô lực mở miệng. chương 29, xung đột khởi, mặc đại phu mặt không chút thay đổi, hai mắt nửa mở nửa khép, một tay vững vàng đặt trên cổ tay hàn lập. Toàn bộ tâm thần hắn đều tập trung vào sự cường nhược của chân khí trên người hàn lập, một hồi lâu không nói chuyện. Sau khoảng thời gian uống một chén trà nhỏ, hắn mới thật sau thở ra một hơi, tựa hồ đem tất cả ảo não trong lòng đều thể ra, con mắt đột nhiên mở, một lũ tinh quang từ đôi mắt hòn chọc của hắn bắn ra, làm cho người ta không dám đối thị hắn sắc mặt âm trầm rất rõ ràng đối với hàn lập không hài lòng tuy vậy vẫn không có chửi mắng hắn lạnh lùng khoát tay ý bảo hàn lập đi theo hắn hàn lập ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn mặc dù đối với thần bí nhân đi bên cạnh cảm thấy hứng thú nhưng biết trước mắt không phải lúc để mình tùy ý hỏi sau khi vào phòng mặc đại phu có chút mệt mỏi ngồi vào ghế lưng dán vào thành ghế nửa ngồi nửa năm trong mắt tinh quang đã tán đi khôi phục bộ dạng người mang bệnh nặng thần bí nhân vẫn theo sát hắn phía sau, nửa bước không rời, sau khi hắn ngồi xuống, đứng thẳng tắp ở phía sau cái ghế, vẫn không nhúc nhích. Hàn lập biết mặc đại phu tâm lý không thoải mái, cũng không muốn chủ động mở miệng, lại cùng thần bí nhân giống nhau, đi tới chính giữa phòng, hướng về phía mặc đại phu cúi đầu, ngoan ngoãn không hề lộn xộn, đợi đối phương mở miệng hỏi. Qua nửa ngày, chính là không ai nói, Hàn lập có chút kỳ quái, trầm không được, lén lút định ngẩng đầu lên liếc mắt mặc đại phu một cái. Muốn nhìn thì nhìn, sao phải làm lén lút vừa mới ngẩng cổ lên được nửa đường thanh âm lãnh lệ của mạc đại phu truyền tới hàn lập run lên một chút tiếp theo liền nghe lời ngẩn hẳn đầu lên hướng ánh mắt trên mặt mạc đại phu vòng vo vài lần rồi lập tức rụt trở về hàn lập trên mặt thần sắc không thay đổi nhưng tâm lý giống như kinh đào hải lãng quay cuồng không ngừng mạc đại phu khuôn mặt tại sao lại quỷ dị như vậy khuôn mặt có chút hôi bại mang thêm nhàn nhạt hắc khí hắc khí này như có tính mạng vươn vô số xúc giác thật nhỏ, dương nanh múa vuốt trên mặt hắn. Càng làm Hàn Lập kinh hãi chính là, cái ánh mắt như đã chết của mặc đại phu từ xưa, hiện ra vẻ ngoan lệ quyết đoán, đang dùng một loại không có hảo ý nhìn kỹ Hàn Lập, khóe miệng còn lộ ra vài phần cười nhạo ý tứ. Hàn Lập cảm giác được tình huống không quá đúng, vài phần bất an tâm tình nhiễu loạn trong lòng, một tia nguy hiểm hơi thở cũng bắt đầu từ trong phòng chậm rãi duy động. Hắn cảnh giác, cẩn thận lui về phía sau nửa bước, lấy tay cầm một cục sắt vừa nhặt ở nơi nào đó, Thần kinh mới buông lỏng một chút, lúc này bên tai bỗng vang lên thanh âm trào phúng của Mạc đại phu. Một điểm tiểu thông minh, cũng dám lấy ra sao? Mạc đại phu thân thể vừa động, quỷ dị từ nửa ngồi nửa nằm biến thành thế đứng thẳng, âm thầm cười rồi thân hình nhoáng lên một cái, cả người phảng phất như u linh tới bên cạnh Hàn Lập, nhìn Hàn Lập hắc hắc cười lạnh. Hàn Lập sắc mặt đại biến, biết không hay, vội vàng giơ cánh tay lên, nhưng trên người tê dần, không thể động đậy. Lúc này hắn mới nhìn đến ngón tay đối phương từ huyệt đạo trên ngực mình rời ra. Thật sự là quá nhanh, chính mình cũng không nhận thấy được đối phương lúc nào ra tay. Mặc lão, ngài muốn làm cái gì? Đệ tử có cái gì không đúng, ngài cứ mở miệng, cần gì phải điểm huyệt đệ tử chứ? Hàn lập lúc này cũng không cách nào bảo trì chấn định như lúc trước, hắn cố cười với mặc đại phu nói. Mặc đại phu cũng không nói gì, chỉ là một tay vỗ vỗ vài cái sau lưng chính mình, nhẹ ho khan một chút, một bộ hình dạng già cả không thể ra trước gió. Nhưng mà Hàn Lập vừa mới gặp qua bộ dáng mạnh mẽ nhanh nhẹn khi hắn chế trụ mình, nơi nào còn dám tưởng hắn thật là một vị lão nhân bệnh nặng bình thường, đối với động tác này của hắn lại thêm vài phần trọng thị. Mặc đại phu, ngài có thân phận gì, cần gì phải cùng đệ tử so đo, ngài giải đệ tử huyệt đạo, có cái gì trừng phạt, đệ tử tự mình gánh chịu là được. Hàn Lập lại liên tiếp nói vài câu dễ nghe, ngữ khí cung kính. Nhưng mặc đại phu căn bản không thèm để ý tới, đưa cục sắt từ trong tay áo của hắn ra cầm ở trong tay, sau đó dùng một loại ánh mắt cười nhạo, miệt thị nhìn hắn biểu diễn. Hàn lập nhìn thấy tình hình này, tâm liền như bị chìm xuống chỗ sâu nhất, nguyên tưởng rằng chỉ dùng lời nói đả động ý niệm trong đầu đối phương, cũng hoàn toàn cắt đứt. Nhìn bộ dáng đối phương, sẽ không cấp cho mình một cơ hội nào để lợi dụng. Hàn lập dần dần im miệng, trên mặt trở nên an tường, dùng ánh mắt không mang một chút nào cảm tình nhìn mặc đại phu. Nhất thời tất cả mọi thứ trong phòng trong chớp mắt đều dừng lại, không có một tiếng động, giống như sự tĩnh lặng trước khi rông bão. Hảo, 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 ba tiếng hảo từ trong mồm mặc đại phu đột ngột thoát ra. Không hổ là người mà cư nhân ta nhìn chúng, bây giờ còn có thể mặt không đổi sắc, không uổng công ta đầu tư thật lớn tiền vốn vào ngươi. Hắn tán dương hàn lập, ngươi rốt cuộc muốn xử trí ta như thế nào? Hàn lập không có trả lời tiếp mặc đại phu, mà lại hỏi ngược lại. a à, à, xử trí ngươi thế nào? Mạc Đại Phu không thèm để ý nhắc lại một lần nữa câu hỏi của Hàn Lập. Sử trí ngươi như thế nào? Sẽ nhìn xem biểu hiện của chính ngươi. Vậy là ý gì? Hàn Lập nhíu mày, mơ hồ đoán được một ít ý định của đối phương. Ta không nói, bằng vào sự thông tuệ của ngươi, hẳn là cũng rõ ràng được vài phần. Chỉ đoán được tiểu bộ phận, nhưng chính là còn không rõ đầu đuôi sự việc. Hàn Lập không phủ nhận, rất thản nhiên thừa nhận. Tốt lắm, như vậy là được rồi. Có nghi vấn gì trực tiếp hỏi ta, không nên giấu tại trong bụng." Mạc Đại Phu âm hiểm cười một chút, trên mặt hắc khí tựa hồn nồng hậu thêm mấy tầng, làm khuôn mặt hắn càng thêm dữ tợn. "Ta biết ngươi vẫn đề phòng ta, không chân thật xem ta như sư phó. Nhưng mà cái này không sao cả, ta cũng không thật sự xem ngươi là đồ đệ." Mạc Đại Phu hừ nhẹ một tiếng. "Chương 30, kiêu hùng mặt lộ, người cảm giác ta bao nhiêu tuổi?" Cơ thịt trên hai gò má của hắn chợt nhảy lên vài cái, cứng ngắc hỏi ra một vấn đề không đầu không cuối. Từ bề ngoài mà nhìn, đại khái khoảng 60 tuổi, nhưng mà ngươi đã hỏi như vậy, đoán chắc tuổi không phải như vậy, chẳng lẽ còn lớn tuổi hơn, hay trẻ tuổi hơn nhiều? Hàn lập tâm lý có chút kinh ngạc, nhưng vẫn dùng ngữ khí bình thản trả lời. Sách sách, không hổ là người luyện trường Xuân Công, từ một tiểu hài tử từ, từ quê lên, biến thành một người minh mẫn thông tuệ. Mạc Đại Phu không ngừng lấy làm kỳ lạ, bắt đầu dùng nhiệt thiết ánh mắt nhìn hắn. Ngươi đoán đúng, ta năm nay mới 30 tuổi một câu nói làm cho Hàn Lập không cách nào tin từ trong miệng Mặc Đại Phu nói ra. Không có khả năng, vẫn luôn duy trì chấn định, Hàn Lập lần đầu tiên giật mình. Không có khả năng, thật là không có khả năng, người nhìn thấy ta, đừng nói sẽ nhận định ta 60 tuổi, chính là cho dù có tuyên bố với bên ngoài ta trên 70 tuổi, sợ rằng cũng không người nào sẽ hoài nghi. Mặc Đại Phu thanh âm đột nhiên trở nên vừa cao vừa nhọn, lỗ tai Hàn Lập nghe rất chói tai, khó chịu hình như đã xúc động tới nội tâm của hắn chỗ đau nhất rồi. Ta mặc cư nhân, sớm từ trước trong võ lâm Lam Châu đã hách hách nổi danh, lập ra một mảnh lãnh địa không nhỏ thuộc về chính mình. Hắc hắc, lúc ấy Lam Châu, có ai không biết huy danh quỷ thủ của ta, vô luận hắc bạch lưỡng đạo, thuận theo ta thì sống, nghịch ta thì chết. Mặc đại phu khôi phục khí thế ngày xưa, dùng trầm thấp khẩu khí, trầm rãi tự thuật chuyện xưa của mình. Hắn theo chính mình lời miêu tả, trong mắt bắn ra thần thái sắc bén như đao kiếm, hình như lại nhớ đến lúc đầu ý khí phong phát thời gian quyền to nắm trong tay nghe xong mạc đại phu nói hàn lập âm thầm kinh ngạc không nghĩ tới rằng kẻ trên danh nghĩa là sư phó này còn có đại địa vị như vậy đáng tiếc hào cảnh không dài tại ta mới vừa vào trung niên đang muốn tiến một bước đại triển quyền cước lại bị tiểu nhân ám toán bị người thân tín dùng thủ đoạn âm độc mặc dù nhờ vào một thân y đạo cao minh không chế được thời gian thương thế phát tác nhưng không cách nào làm cho chính mình khỏi hẳn một thân võ nghề cũng giảm đi, không còn cách nào tại chỗ cũ đặt chân, vì sợ cửu gia ám toán, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi cơ nghiệp và người nhà, biệt tâm biệt tích, tại các quốc gia các tìm phương thuốc tốt, hy vọng có thể có biện pháp khôi phục công lực như cũ. Hắn lúc nói đến chính mình chuyện cũ thì người đã hoàn toàn đầu nhập vào trong tự thuật, hai tay hung hăng nắm chặt, trên tay hẳn thật sâu vết móng tay, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng hắn đối với điều này tựa hồ không biết, chỉ là ở trên mặt lộ ra thần sắc hung tàn ngoan độc làm người ta không lạnh mà run, xem ra hắn đối với tiểu nhân hạ độc thủ lúc ấy hận thấu xương. Nghe ra trong giọng nói liên miên hận ý, Hàn Lập cũng nhịn không được toàn thân sợ hãi, tâm lý cũng không tránh khỏi một trận phát lạnh. Trời cao có mắt, rốt cục tại một chỗ thần bí, lại để cho ta vô tình được một quyển kỳ thư. Quyển sách này thâm ảo vô cùng, ta mất rất nhiều công sức mới hiểu được một hai, cũng từ trên đó tìm được cách khôi phục công lực, ta dựa theo phương pháp đó mà làm, kết quả, Mạc Đại Phu dừng lại một chút, không có lập tức nói xong hết, nhưng xem ánh mắt lại thấy một chút tiếc hận ý tứ ở trong đó. Kết quả người bị biến thành bộ dáng của một con quỷ như bây giờ. Hàn Lập lạnh lùng đem những lời hắn muốn nói nhưng không có nói hết thay hắn nói ra. Không sai, không có nghĩ đến sau khi dựa theo trên quyển sách mà làm, công lực của ta có khôi phục, nhưng người lại rất nhanh giả yếu, biến thành một lão già, mang bộ dáng nửa người nửa quỷ. Mặc đại phu buồn bã gật đầu, không có vì Hàn Lập kỳ phúng mà tức giận. Ngươi hôm nay hẳn là đã tìm được nguyên nhân tại sao. Cốt cách của ta có điều không ổn, bị tà khí xâm nhập mà thương tổn. Bây giờ ta sống một ngày tương đương với người bình thường sống 10 ngày, tinh lực tiêu hao, mỗi thời mỗi khác đều hao tốn đại lượng tánh mạng. May mắn ta tinh thông điều dưỡng thuật, lại phối chế một loại bí dược theo nhu quyển sách viết, có thể chậm lại tốc độ lão hóa, chống đỡ đến bây giờ. Khẩu quyết mà ta luyện, cùng ngươi phiền toái có quan hệ gì? Hàn lập lập tức đi thẳng vào hạch tâm vấn đề. Tại ta biến thành bộ dạng này không lậu, từ trên quyển sách nghiên cứu ra phương pháp phá giải, chính là người tu luyện trường xuân công, chỉ cần có người tu luyện đến tầng thứ tư, giúp ta vận công, dùng trường xuân khí kích thích bí huyệt, ta sẽ thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, một lần nữa tìm về được tinh nguyên đã mất đi. Tại sao lại phải tìm ta, tùy tiện tìm người khác tu luyện này khẩu quyết không được sao? Hàn Lập trầm ngâm một hồi, hỏi lại một câu về nghi vấn đã trôn ở tâm lý đã lâu. Ngươi cho rằng Trường Xuân công có thể cho cả chó mèo cũng có thể học sao? Khẩu quyết này chẳng những yêu cầu khi người còn trẻ bắt đầu tu luyện, còn yêu cầu tu luyện giả phải có linh căn, mặc dù ta không biết cái gì là linh căn, nhưng trước khi ta gặp được ngươi, đã đi tìm mấy trăm đồng tử, đều không thể tu luyện Trường Xuân công. Mặc đại phu vẻ mặt bực bội, có cả việc như vậy, Hàn Lập có chút ngẩn ra, không nghĩ khẩu quyết tu luyện còn như vậy hà khắc. Lúc còn lại chỉ có 5 năm cuộc sống ta tưởng rằng không có khả năng tìm được người có thể tu luyện khẩu quyết, liền tức giận làm một tay giang hồ lang chung, bắt đầu khắp nơi lưu lãng. Không nghĩ tới ngẫu nhiên chứng kiến thất huyền môn vương môn chủ đồng dạng bị ám toán, tại tình huống đồng bệnh tương liên ấy, liền ra tay cứu hắn mạng nhỏ. Sau đó nương theo lời mời của hắn, thuận nước đẩy thuyền thành cung phụng của môn phái, chuẩn bị ẩn tính mai danh, trên ngọn núi này vượt qua thời khắc cuối cùng của cuộc sống. Hắc hắc, kỳ tích chính là vẫn xảy ra, mới đầu là sợ hãi chính mình một thân y thuật võ công toàn bộ thất truyền, liền đem các ngươi thu vào trong cốc, quả thật là muốn thu hai ngươi làm đồ đệ, nhưng mà lúc ấy không biết làm sao, thần sai quỷ khén cho các ngươi thử luyện trường xuân công. Đại khái là còn ôm tâm lý may mắn, kỳ thật cho dù không tu luyện được khẩu quyết này, cũng sẽ nhận các ngươi, đem tàn thân sở học truyền xuống. Nhưng mà cực không nghĩ tới chính là, người dĩ nhiên cũng đối với công pháp này có phản ứng. Ha ha, thật sự trời không tuyệt đường sống của người mặc đại phu một hơi đem mê đề này toàn bộ đều nói ra trên mặt bệnh dạng che kín cũng đỏ ửng xem ra đối với may mắn của chính mình rất là đắc ý ta còn không luyện thành tầng thứ tư trường xuân công tại sao lúc này lại chế trụ ta cùng ta nói những thứ này hàn lập rốt cục cũng hỏi ra vấn đề trước mắt hắn quan tâm nhất cái này chỉ trách ngươi ta mất nhiều như vậy công phu và tâm huyết tại ngươi trên người nhưng ngươi không thể để cho ta hài lòng vẫn như cuối cùng ta ngoạn hoa dạng hôm nay còn kém một bước cuối cùng nhưng chậm chạp không chiêu tiến thêm một tầng cuối cùng, vốn ta còn có thể chờ ngươi thêm hai năm, nhưng lần này xuống núi bị một cái cử ra nhận ra. Trải qua khổ chiến, mặc dù đánh bại đối phương, nhưng cũng hao hết tinh lực vốn không nhiều lắm của ta, tuổi thọ bị ngắn lại rất nhiều, cho dù ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể sống lâu một năm nữa, người bảo ta như thế nào đợi thêm được. Mặc đại phu đắc ý thần sắc đã biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó vẻ mặt hung quang, cuối cùng quay về phía hàn lập giết gào. Hàn lập nghe xong thần sắc vẫn như thường, trên mặt không có chút nào dấu hiệu xúc động. Nhưng tâm lý lại nổi sóng mãnh liệt, hoàn toàn không như ở vẻ ngoài nhìn qua không một tia sợ hãi. Hắn mặc dù sớm đã dự liệu tới mặc đại phu đối với chính mình có rất sâu ý đồ, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có như vậy đại lý do, thân thế của đối phương, kinh nghiệm, tu luyện khẩu quyết, không một cái nào không vượt ra phạm vi tưởng tượng của hắn. chương 31 Thi Trùng Hoàn, Hàn lập tâm loạn như ma, có điểm sợ hãi, có điểm hối hận, còn có cả chút mơ hồ, mặc dù trì hoãn cho tới bây giờ nhưng vẫn chưa nghĩ ra biện pháp thoát thân việc này làm cho hắn có chút luống cuống dù sao hắn cũng còn rất nhỏ tuổi không thể nào cùng so sánh với mạc đại phu một kẻ đã lão luyện giang hồ miễn cưỡng sử dụng thủ đoạn chấn tĩnh vờ như không có việc gì xảy ra đã bị mạc đại phu khám phá ra sơ hở mồ hôi lạnh trên trán khẽ toát ra vạch trần hắn chỉ là cọp giấy mạc đại phu không bỏ qua một biến hóa nào trên khuôn mặt của hàn lập đối với áp lực cường đại mình gây ra rất hài lòng lão luôn cho rằng chỉ khi làm cho tâm lý đối phương thất thủ mới có thể khiến cho đối phương nói ra những lời chân thật có phải ngươi đã nghi ngờ ta nên cố ý lười biếng làm trì hoàn tiến độ luyện công hàn lập bị một đòn này của mặc lão làm cho choáng váng đương nhiên thời gian hai năm không thể luyện tới tầng thứ tư ngươi thật sự nghĩ rằng ta nhìn không thấu cho tiểu xảo của ngươi sao ba tầng trước chỉ trong thời gian ba năm đã có thể hoàn thành cho dù tầng thứ tư khó luyện không có dược vật hỗ trợ cũng không thể nào trong hai năm mà không có một điểm tiến bộ. Mặc đại phu âm trầm nói, hai hàng lông mày dựng đứng lên, tràn ngập sát khí, tựa hồ đã sớm bất mãn với Hàn lập, hôm nay mới phát tác ra. Xem ra ta giải thích như thế nào, Mặc lão cũng sẽ không tin. Hàn lập âm thầm cười khổ, không nghĩ rằng vừa mới giấu giếm tiến độ, lại tạo thành cục diện tội khôi hỏa thủ trước mắt. hắn như dẫm lên phải tảng đá, tự mình đạp chân mình, không biết rằng việc này là Mặc đại phu bạo phát, vạch trần hết thảy mê đề này đến tột cùng là sai hay đúng không cần nói nhiều nữa ta cũng không muốn biết những hành vi trước kia của ngươi là thật hay giả hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu ta cho ngươi một năm thời gian ngươi có khả năng luyện trường xuân công đến tầng thứ tư không mạc đại phu cười lạnh một tiếng từ từ nói ra một câu hỏi trọng yếu nhất ngân cảm ý mặt cũng không chấp gắt gao nhìn hàn lập thận trọng chờ hắn trả lời hàn lập rất tỉnh táo hắn biết vấn đề này chẳng những liên quan đến tính mạng của đối phương sau một năm cũng là mấu chốt để mình có thể sống sót ngươi hẳn là trong lòng đã rất rõ ràng ta không có khả năng cho ngươi đáp án trước tiên ngươi hãy khai giải huyệt đạo cho ta đã toàn thân hàn lập liền buông lỏng xuống khẩu khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn mặc đại phu nghe được lời hắn nói thân sắc cũng trở nên hòa hoãn ánh mặt lộ ra một chút ý thán thưởng nhưng hắn cũng không vội vàng tiến lên giải huyệt mà cẩn thận lấy từ trong ngực ra một cái hộp gỗ hình tứ giác điêu khắc rất tinh xảo chỉ bằng những lời ngươi nói ta vẫn lo lắng vạn nhất ngươi lại treo đầu dê bán thịt chó không chịu dụng tâm tu luyện như vậy so với trước kia có khác gì nhau đâu vì cái mạng nhỏ của ngươi và ta cần phải ra trì thêm một tầng bảo hiểm nữa hắn âm âm nói cẩn thận mở nắp hộp ra một viên dược hoàn màu trắng nằm ngay giữa hộp mạc đại phu vung tay trên người hàn lập một lúc giải khai huyệt đạo không đợi hắn kịp nhúc nhích đã đưa cái hộp đến trước mặt hắn ngươi là người thông minh không cần ta phải nói lời thừa nữa ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ mạc đại phu nheo hai mắt lại không có một chút hảo ý hàn lập vừa mới hoạt động được một chút thì tay chân liền cứng lại không nói hai lời đưa tay nhẹ nhàng đón lấy mộc hạp dùng hai ngón tay nhẹ nhẹ gỡ viên dược hoàn ra đang đứng đối diện với đối phương nhưng hắn không thèm nhìn một cái trực tiếp bỏ vào trong miệng nuốt xuống ha ha tốt lắm kẻ thức thới mới là trang tuấn kiệt nếu ngươi giúp ta khôi phục bình thường ta sẽ trọng thưởng ngươi hậu hĩnh ta không hề nói dối ngươi đâu ta sẽ không bạc đãi ngươi cũng có khả năng ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ đảm bảo ngươi sẽ được vinh hoa phú quý cả đời. Mặc đại phu vỗ tay xuống bàn, rất sốt sáng hứa hẹn trọng đãi với Hàn Lập. Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết công dụng của dược hoàn, để tỉnh ngươi bất chi bất giác phạm vào những kiêng kỵ, mất đi tính mạng. Sắc mặt Hàn Lập không đổi, cũng không có chút bộ dáng bị đả động. Kha kha, đây được gọi là thi trùng hoàn, không phải là một loại dược vật, mà là bí pháp điều chế trùng loán, khi ngươi ăn nó vào, nó sẽ tiềm phục trong nội thể của ngươi một năm, ngươi yên tâm, trong vòng một năm này tuyệt đối an toàn, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với ngươi. Sau một năm, ngươi chỉ cần phục dụng giải dược đặc chế, nó sẽ tự động tan rã, không hề lưu lại ẩn hoạn. Nhưng nếu sau một năm, nếu ngươi không ăn giải dược thì, hắc hắc, trùng noán sẽ hấp thu dưỡng chất, phá vỏ chui ra, đem toàn bộ nội tảng của ngươi ăn sạch sẽ, sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, thống khổ suốt ba ngày ba đêm rồi mới chậm rãi chết đi. Mạc Đại Phu thản nhiên nói về sự lợi hại của dược hoàn, ngầm cảnh cáo hàn lập. Hàn Lập nghe được sự đáng sợ của Dược Hoàn, thân thể có chút run ẩy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cơ hồ không thể khống chế được lửa giận trong lòng. Đây chính là đòn sát thủ của Mạc Đại Phu, lúc này mới đem ra sử dụng. Được rồi, ta nghe nói cha mẹ, thân nhân của ngươi không ít, mỗi tháng ngươi đều gửi bạc về nhà có đúng không? Không cần phải nói, ngươi cứ hướng ta mà trả lời, ta biết ngươi đối với thân nhân rất quải niệm a. Mạc Đại Phu thâm hiểm nói một câu chúng ngay trọng tâm. Lúc này hắn mới chính thức lộ ra chân tướng, một chút hung hăng đưa Hàn Lập vào chỗ khó xử trí mệnh. Sắc mặt Hàn Lập đã trở nên khó coi, căn bản không có cách nào bảo trì trang thái tinh thần như trong sách, cảnh giới tâm tĩnh lặng như nước. Hắn dùng hết sức lực tinh thần, mím chặt môi, sợ rằng chính mình sẽ mở miệng mắng chửi, hoặc bật ra những câu khốn khổ cầu xin. Hắn hiểu rất rõ rằng, mặc cho dù có cầu khẩn, uy hiếp, đối phương cũng sẽ không buông thả điểm yếu chí mạng này. Người yên tâm đi, trong vòng một năm, ta nhất định sẽ luyện công đến tầng thứ tư. Hàn Lập từ từ nói, một chữ nói ra cũng không hề che giấu sự thống hận đối với Mạc Đại Phu. Trước sự uy hiếp rõ ràng này, hắn chỉ có thể tạm thời khuất phục. Hắn không thể làm một người lục thân bất nhận, không thể nhìn phụ mẫu của mình đi vào chỗ chết. Hôm nay, đã bị đối phương nắm được tử huyệt, hắn muốn cùng với đối phương ngư tử võng phá, đồng quy vô tận tuy nhiên hắn liền từ bỏ ý nghĩ này ngay. Lần này cùng Mặc Đại Phu giao phong, hắn xem như hoàn toàn thất bại mạc đại phu nghe ngữ khí khuất phục của hàn lập trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm hắn khẩn trương cũng không kém gì hàn lập bất quá vẻ mặt quỷ dị đa biến đã được che giấu được chân tướng của hắn trường xuân công này thật là tà môn tiểu tử thúi này tuổi còn trẻ mà đã khó đối phó như vậy trong tâm mạc đại phu không biết là đang hâm mộ hay là đang đố kỵ hung hăng mắng một câu kỳ thật môn trương xuân công này đối với người tu luyện có tác dụng tẩy tùy khai trí nhưng công hiệu thì cũng phải tùy người Hàn lập trời sinh tâm tình đã thành thục hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, hắn tu luyện môn trường xuân công này đã trở thành một thiếu niên có tâm kế, trí tuệ siêu việt hơn bình thường. Ngư tử võng phá, đồng quy vô tận, cá chết thì lưới tan, cùng chết với đối phương. chương 32, Hào khí sinh, Hàn lập xoay người hướng về phía cánh cửa đi tới, đi tới gần cánh cửa đột nhiên quay đầu lại, hỏi một câu. Mặc lão, vị huynh đài đứng sau lưng ông, nãy giờ vẫn không nói một lời, không biết có địa vị như thế nào. Mạc Đại Phu nghe xong câu hỏi bất chợt của Hàn Lập, thoáng cười, xảo trá không trả lời ngay vấn đề mà nói. Xem người cơ trí như thế, hãy thử đoán đi, nhất định sẽ đoán được đấy. Hàn Lập lắc lắc đầu, nhanh chóng đi ra khỏi phòng của Mạc Đại Phu, không biết là hắn đoán không ra, hay căn bản là hắn không muốn đoán. Hàn Lập đi ra khỏi cửa, sắc mặt liền âm trầm lại. Lần này cùng với Mạc Đại Phu xung đột, mình không hề có khả năng phản kích, đã bị đối phương chế trụ dễ dàng, rõ ràng là mình còn quá ngây thơ, tưởng rằng chỉ bằng vào một chút thông minh có thể đối phó đối phương một cách chu toàn. Kết quả là hao tâm tổn trí chế xuất ra một ống ngũ độc thủy căn bản không có một chút tác dụng, đã vậy còn bị cướp mất. Tự mình bây giờ phải trở về mà rèn luyện cho tốt, như thế mới có thể nâng cao thực lực của bản thân. Nghĩ tới đây, hắn hướng đến chỗ ở của mình, bước chân bước đi một cách nặng nề. Xem ra hắn định không cam lòng để Mặc Đại Phu khống chế mình như thế. Trong phòng, Mặc Đại Phu trợn mắt há hốc mồm nhìn vào bề mặt sàn nhà trên mặt đất trên bề mặt xuất hiện một cái lỗ thật lớn ngay vừa rồi hắn cũng không chú ý dùng cái ống sắt gì đó để bắn thử kết quả từ trong ống phun ra độc dịch dễ dàng ăn mòn tới tận mặt đất chứng kiến độc dịch có độc tính quỷ dị này mặc đại phu nhịn không được hoảng sợ trong lòng vội nhảy lên mở miệng chửi to thằng rùa con lúc nào đã học được cách điều chế độc dược vậy ta chưa bao giờ dạy hắn tí gì về phương diện này mà ta còn tưởng đây chỉ là loại mê dược tầm thường thần tiên đảo tên tiểu tử thúi này thật sự là tâm ngoan thủ lạt mà trở mặt không nhận người thân. Hàn Lập không hề hay biết mình đã làm cho Mạc Đại Phu phải kinh sợ, sau khi trở lại phòng ngủ của mình, vừa ngả đầu xuống gối hắn liền ngủ say ngay, hôm nay hắn đã trải qua nhiều biến đổi lớn, cả thân thể lẫn tinh thần đều đã tiêu hao rất nhiều, cần phải nghỉ ngơi để khôi phục lại thể lực. Sau khi Hàn Lập đã dưỡng túc tinh thần, từ trong giấc mơ từ từ tỉnh dậy, hắn liền vận động thân mình, nhìn một chút lên sắc trời, phương đông lúc này đã sáng trắng, xem ra đã đến buổi sáng thứ hai rồi, lần này mình ngủ quả thật không ít hàn lập duỗi thằng người nhưng không xuống giường hai tay nâng cầm lên cánh tay đặt trên đùi tính toán phương pháp để thoát khỏi sự không chế của Mạc đại phu rất hiển nhiên ở đây trong vòng một năm hắn tuyệt đối rất an toàn đối phương vì nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình nên sẽ không xuống tay với hắn ngược lại còn ra sức đảm bảo an toàn cho hắn nhưng một năm sau thì có thể an toàn không thật sự là khó nói vấn đề trường xuân công hàn lập không quá đề tâm hôm trước hắn đã luyện đến tầng thứ tư một năm sau cho dù là luyện đến tầng thứ năm cũng dễ như trở bàn tay, không cần hắn phải quá quan tâm. Thi trùng hoàn cũng đã có cách để giải quyết, đến lúc đó chỉ cần thể hiện tiến độ luyện công cho đối phương xem, sau đó yêu cầu đối phương trước hết phải cấp giải dược cho mình, nói không chừng đối phương không thể vì thế mà đắc tội với hắn. Trong giây lát, đột nhiên Hàn Lập nhớ ra cái gì đó, hắn liền lấy ra trong người một cái dược bình, trong đó lấy ra một viên dược hoàn màu xanh biếc, sau đó hắn ngửa đầu nuốt viên dược hoàn vào, qua một lúc sau, xem chừng dược hiệu bắt đầu phát tác hắn lẳng lặng xem xét trong người mình khái loại thi trùng hoàn của mặc lão quỷ thật sự là không có lừa dối mình ngay cả thanh linh tán có khả năng giải bách độc trong thiên hạ cũng hoàn toàn vô dụng xem ra thật sự phải đợi một năm sau mới có khả năng lấy được giải dược hàn lập có chút ảo não nhỏ giọng nói thầm sau khi bỏ dược bình vào trong ngực hắn từ trên giường ngồi dậy rồi đi xuống giường hắn đi đến cái bàn duy nhất trong phòng bắt đầu đi vòng quanh hắn một mặt khoanh tay chậm rãi đi tới đi lui, một mặt tiếp tục lo lắng suy nghĩ về các vấn đề. Nghĩ đi nghĩ lại, những lời mặc đại phu nói với hắn, Hàn Lập cũng không hoàn toàn tin tưởng, hắn biết rằng trong lời nói của đối phương khẳng định có nhiều điểm không thật. Đáng tiếc biết rõ như thế, nhưng lại bị đối phương dùng thân nhân áp hiếp, hắn cũng không có biện pháp phản kháng. Hàn Lập đối với việc mặc đại phu một năm sau có làm đúng theo lời hứa hay không, Thật sự rất hoài nghi, nếu thật sự đơn giản như lời đối phương nói thì thật tốt, hắn không cần phải đối kháng lại. Nhưng chỉ sợ đối phương che giấu nhiều điều bất lợi đối với hắn, đến lúc đó trở mặt hạ độc thủ, hắn lúc đó lại không có chút chuẩn bị, chẳng phải ngay cả khả năng phản kháng để tìm đường sống cũng không có sao. Hàn Lập suy đi tính lại rất nhiều lần, nghĩ mãi cũng không có biện pháp nào hoàn hảo. Hiện tại cả hắn và Mạc đại phu đều có điểm sợ hãi. Đối phương sợ hắn không chuyên tâm tu luyện làm trở ngại cho sinh mệnh của mình còn hắn cũng lo lắng đối phương vì không muốn để lại mối lo về sau sẽ ra tay hạ độc thủ với hắn hắn vốn định dùng điều này để một hai uy hiếp đối phương làm cho đối phương phải đầu thử kỵ khí thế nhưng hôm nay đối phương lại nắm giữ mạng sống của thân nhân mình làm cho hắn có chỗ luống cuống chân tay bất đắc dĩ phải thỏa hiệp chẳng lẽ thật sự mình phải đem cái mạng nhỏ này ký thác vào trong tay của đối phương hy vọng lúc đó đối phương đại phát từ bi hạ thủ lưu tình với mình hàn lập có chút nổi giận không được quyết không thế làm thế được, vận mệnh của chính mình quyết không thể để người khác nắm giữ, đem bản thân mình hết thảy để người khác thao túng, đó là suy nghĩ ngu xuẩn nhất. Ngay lập tức hắn loại bỏ ngay ý niệm ngu xuẩn này trong đầu. Suy nghĩ nát óc ra, Hàn Lập cũng nghĩ ra một biện pháp, tuy không phải là biện pháp tốt nhất. Hắn tính toán đến một biện pháp khác là gia tăng thực lực của bản thân, tìm mọi cách để gia tăng căn cơ của mình, có thể không chế đối phương, cho dù đối phương có thật sự muốn xuống tay, tự mình cũng có thể tìm được đường sống. Tuy nhiên chủ ý theo chủ ý này, chỉ có thể bị động phòng thủ, nhưng cho đối phương tiên phát chế nhân. Hiện tại, cũng chỉ có thể làm theo phương pháp này, cũng tương đối chu toàn thỏa đáng. Cuối cùng, Hàn Lập quyết định đi ra ngoài một chút, hắn đẩy cửa phòng, bước ra ngoài sân, lười biếng duỗi thân mình, ngáp dài một cái. Hắn đón làn gió buổi sớm, có chút lạnh thấu xương, nhìn thấy mặt trời đỏ rực đã mọc lên một nửa, hào khí đại phát. Vận mệnh của ta chỉ có thể do ta nắm giữ, tuyệt đối sẽ không để kẻ khác thao túng chương 33, tư hạ giao dịch, Hàn Lập cầm lấy dây thừng, ném gầu xuống thủy đàm, sau đó từ từ kéo gầu nước lên. Nước suối tràn cả ra ngoài, Hàn Lập không tốn sức giơ cao gầu nước, đưa lên quá đỉnh đầu, cổ tay xoay nhẹ, hoa tiếng rội nước vang lên, từ đỉnh đấu xuống đến gót chân hắn ướt đẫm nước. Thật mát a à, thật thoải mái, Hàn Lập cùng một gã thiếu niên khác đồng thời kêu lên. Này cũng khó trách, bây giờ đang là tiết hè, nắng chói trang, nóng bức không chịu được, hai người ở trần, dùng nước suối mát trên núi dội xuống từ đỉnh đầu thật sự là toàn thân đều cảm thấy rất thoải mái hắc hắc hàn sư đệ người tìm được một nơi thật tốt một tiểu thủy đàm nằm ở nơi bí mật thế này người cũng tìm ra thiếu niên bề ngoài lãnh khốc bỗng đột nhiên mở miệng ra nói chuyện này không tính là gì cả nhưng địa phương khó tìm hơn ta cũng còn tìm được không ít đáng tiếc những chỗ đó không có nước mát một gã thiếu niên còn lại không khách khí đem những lời khen tặng của đối phương trả lại hết tên thiếu niên này là hàn lập còn gã còn lại là lệ phi vũ, hắn đến để lấy thuốc. Lệ phi vũ từ hàn lập lấy được chỉ thống dược, lần đầu tiên dùng thử một chút, thấy phi thường hiệu quả, thống khổ do triều tủy hoàn mang lại đã giảm bớt không ít. Từ đó về sau, lệ phi vũ không còn tự chủ, mỗi khi không sử dụng dược phẩm của hàn lập, thì không có cách nào chịu được thống khổ do triều tủy hoàn mang lại. Kết quả, lượng dược phẩm vốn để dùng trong một năm thì chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, lệ phi vũ đã sử dụng hết. Do phải chịu sự hành hạ đến cực điểm như vậy, Lệ Phi Vũ không còn cách nào khác là dày mặt, chủ động đến tìm Hàn Lập xin dược phẩm. Mà vào lúc này, Hàn Lập cũng đang muốn gia tăng thực lực của bản thân. Lại biết được đối phương đã tiến thất tuyển đường tu luyện, liền trực tiếp đưa ra yêu cầu đề nghị trao đổi, bắt hắn truyền thụ thất tuyển đường tuyệt học. Lệ Phi Vũ vốn đã va chạm nhiều năm, đối với lời đề nghị này, hắn phi thường sảng khoái mà chấp nhận, luôn miệng đáp ứng yêu cầu của Hàn Lập. Hàn Lập vì đề phòng ngoại nhân phát hiện ra bí mật của họ, đã ra sức tìm kiếm phương vi 10 dặm quanh thải Hà Sơn nhằm tìm ra những nơi bí mật dùng để tiến hành giao dịch với đối phương. Hai người vào một thời gian nhất định sẽ lén lén đến đây gặp mặt một lần, Hàn Lập sẽ mang dược vật đưa cho đối phương, mà ngược lại đối phương cũng truyền lại cho hắn một ít phó công học được tại Thất Tuyệt Đường. Cứ như vậy, hai người đối với cách trao đổi này vô cùng hài lòng. Mà loại trao đổi này cũng đã kéo dài hơn nửa năm. Tiếp xúc hơn nửa năm, Lệ Phi Vũ và Hàn Lập đều cảm thấy đối phương tương đối thuận mắt bất chi bất giác, mối quan hệ đó bỗng trở thành mới quan hệ hảo hữu. Lệ Phi Vũ đối với địa phương Hàn Lập tìm ra vô cùng hài lòng, đặc biệt đây lại có hồ nước, bốn phía đều là vách núi, gành đá cao bao quanh, ở giữa có một khối bồn địa nhỏ, thông lộ duy nhất dẫn ra ngoài là một tiểu sơn động, sơn động này rất hẹp, để có thể chui qua bắt buộc phải bò, cửa động càng không có gì phải nói, ngay sát nó có một cây hòe cổ lão mọc ở đó. Quan trọng nhất là, trong cuộc sống có nhiều điều muộn phiền, nơi này có một cái hồ nước mát như vậy thật là thoải mái. Sau khi hoạt động gân cốt, ở đây dội vài gáo nước mát lạnh, thật sự là sảng khoái vô cùng. dội hết nước mát, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói. Người lần trước dạy ta cuồng mãnh kinh, thật cương mãnh quá, ta cảm thấy nó không thích hợp với ta, còn có công pháp nào khác mềm dẻo, khéo léo không? Hàn Sư Đệ, người cho rằng thất tuyệt đường dành cho mình ta sao? Muốn học võ công gì là có thể học sao? Ta cũng chỉ có thể từ trong đó tuyển lấy một ít gia học, công pháp của ta thiên về cương dương, đương nhiên phải tìm loại võ công có tính cương dương rồi. Lệ phi vỗ chừng mắt nhìn Hàn Lập, nhưng không có chút tức giận trả lời Hàn Lập. Lệ sư huynh là ai à, thủ lĩnh của đám đệ tử chúng ta, làm sao có thể so sánh với những đệ tử tầm thường trong thất tuyệt đường cớ chứ? Hàn Lập ngượng ngùng cười cười, nhìn thấy hắn có chút tức giận, liền bước lên phía trước nói tốt vài câu. Thật không dễ dàng để có thể được Hàn Đại Thiên tài của chúng ta vỗ mông ngựa vài câu a." À. Lệ Phi Vũ cười cười trêu đều Hàn Lập, "Cái gì mà thiên tài, không phải ta mỗi lần đấu với ngươi sau mấy chiêu thì bị đánh ngã sao?" "Hừ, đó là ta dùng tới chân khí, dĩ chuyết phá xảo, cái đó không tính là bản lĩnh, nếu không sử dụng chân khí, sợ rằng trong ngoài trăm chiêu, ta cũng không thể chắc có đánh ngã ngươi được không?" "Có ai luận võ mà không dùng chân khí đâu? Lệ sư huynh thật khiêm tốn quá, khiêm tốn" ta đến một điểm khiêm tốn cũng không có. Người từ trước đến giờ không có học quá võ công, cũng chưa bao giờ cùng người khác tranh đấu. Thứ duy nhất được học qua là cái tâm pháp chó má kia, vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn, người có thể lý giải chiêu thức một cách thấu triệt như vậy, người không phải thiên tài thì là cái gì? Được rồi, cái khẩu quyết kia đến một điểm uy lực cũng không có, người mỗi ngày đều vẫn luyện tập là làm sao? Hàn lập âm thầm cười khổ một cái, nghĩ thầm, người nghĩ rằng ta muốn học sao? Ta bây giờ như đang cưới hổ, không học không được. Hàn sư đệ, không phải ta dài dòng, chỉ bằng vào thiên phú võ học của ngươi, đem khẩu quyết kia phá bỏ hoàn toàn, chăm chỉ theo ta học chân công phu, ta dám khẳng định, không quá hai năm ngươi có thể lộ diện, sau đó hai người chúng ta có thể xưng bá thất huyền môn, không phải hơn sao. Lệ Phi Vũ khuyên hắn một lần nữa, Hàn Lập trong lòng có chút cảm động, mặc dù đối phương hứa nhiều lần, để hắn có chút bực tức, nhưng đây là thể hiện thành ý của hắn. Hàn Lập nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt, liền mở miệng chuyển đề tài tại thất tuyệt nội đường có kiếm pháp không cần chân khí vẫn có thể khắc chế địch được không lệ phi vũ thấy hàn lập chuyển đề tài không muốn dây dưa với đề tài trước đó nữa cũng liền không miễn cưỡng đối phương biết đối phương cũng giống mình sợ rằng trong lòng cũng có nan môn khó nói ra hắn cúi đầu cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát rồi ngẩng đầu lên nói thật sự là có một môn kiếm pháp kỳ quái như vậy không cần chân khí cũng có thể sử dụng bất quá bất quá cái gì Hàn Lập vừa nghe thấy là có võ công phù hợp với mình, không khỏi mừng rỡ, vội vàng hỏi. Bất quá, kiếm pháp này nằm ở thất tuyệt nội đường hơn trăm năm rồi, cho đến giờ vẫn chưa có ai tu luyện thành công. Nghe nói, ngay cả vị trưởng lão sáng tạo ra bộ kiếm pháp này cũng chưa kịp luyện thành thì đã qua đời, mà tên bộ kiếm pháp này cũng cổ quái, gọi là chát nhãn kiếm pháp. Người nói cái tên đó có kỳ quái không? Lệ Phi vô tới kiếm pháp này, luôn miệng kêu kỳ quái. chương 34, chát nhãn kiếm pháp. Chát nhãn kiếm pháp, Hàn Lập lầm bầm đọc qua một lần tên của kiếm pháp. Đúng vậy, người nói kiếm pháp và chất mắt có quan hệ gì? Cái tên này thật buồn cười. Người luyện qua kiếm pháp này chưa? Hàn Lập quan tâm hỏi. Đương nhiên là chưa, ai mà cần cái thứ võ công mà không cần chân khí, chẳng phải là điên rồi sao? Đừng nói là ta, từ khi nó được sáng lập ra tới nay, chưa ai từng tu luyện qua. Nghe nói, nếu không phải vị trưởng lão lúc đầu sáng lập ra nó, từng cứu thất huyền môn mấy lần nguy cơ, trước khi lâm trung đã lập di trúc nhất định phải đem kiếm pháp này vào thất tuyệt đường chát nhãn kiếm pháp này căn bản là không có khả năng là tuyệt học được đưa vào thất tuyệt đường lệ phi vũ này mồm miệng của hắn hoàn toàn bất đồng với bề ngoài lãnh khốc của hắn hàn lập còn chưa mở miệng hỏi hắn đã đem nguyên bổn của kiếm pháp này kể tuốt ra đương nhiên mồm miệng của hắn chỉ thể hiện ra trước mặt hàn lập một hai lần ra bên ngoài hắn trước mặt các sư huynh đệ khác hắn lại trở thành lệ sư huynh lạnh lùng Hàn Lập sau khi nghe Lệ Phi Vũ kể lại xong, giác quan thứ năm của hắn như báo với hắn, đây chính là thứ hắn đang tìm kiếm. Lệ Sư Huynh, kiếm pháp này người có thể sao cho ta một bản, đem ra khỏi thất tuyệt đường được không? Hi hi, không thành vấn đề, nếu nói về võ công đó, ta cũng khó mà sao lục cho ngươi một bản, bởi vì mỗi ngày đều có nhiều người đến xem, chát nhãn kiếm pháp này lại quăng vào một góc căn bản không người nào chú ý đến. Bất quá sao lục đúng là rất phiền phức, chỉ bằng ta đem nguyên cả kiếm phổ cho ngươi lặng lẽ đem ra ngoài, chờ ngươi ghi chép lại xong, ta sẽ lén trả trở về, tuyệt đối không có người chú ý tới lệ phi vũ đưa ra đề nghị khá táo bạo. Hàn lập thấy bộ dáng của hắn tựa hồ rất chắc chắn, liền đồng ý cách này. Hắn vốn đang có chút lo lắng người trước mắt vạn nhất hắn trong khi sao lục kiếm pháp thì viết sai mấy chỗ, hắn chẳng phải là oan uổng sao. Bây giờ có thể có được kiếm phổ nguyên gốc đương nhiên là tốt hoen rồi. Được rồi, bây giờ đã không còn sớm, ta nên trở về luyện công nếu không lại bị tổng quản thất tuyệt đường phát hiện ta lén ra ngoài lệ phi vũ lau khô thân thể mặc lại áo chuẩn bị rời đi hàn lập không nói cái gì nữa chỉ là dặn dò hắn khi trộm kiếm phổ ra ngoài thì cẩn thận một chút đừng để bị lộ lệ phi vũ không xoay người lấy tay phẩy phẩy ra sau rồi từ từ đi từ sơn động bên cạnh đi ra ngoài hàn lập nhìn bóng lưng của hắn dần dần biến mất ngoài cửa động vẻ tươi cười trên mặt cũng dần dần biến mất lộ ra vẻ u ám lệ phi vũ đi không bao lâu hàn lập cũng về lại thần thủ cốc sau một hồi trở về thần thủ cốc hàn lập từ xa xa đã thấy nam tử thần bí cao lớn kia hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở bên ngoài cửa phòng mặc đại phu choàng áo khoác tựa hồ không chút quan tâm đến trời đang nắng trang trang hàn lập đi tới trước cửa phòng mình dừng bước lại ngắm nhìn nam nhân không nói một lời này từ khi bị mặc đại phu bắt buộc hàn lập vẫn đối với hình dáng của nam tử này cảm thấy rất hứng thú người này tựa hồ trời xanh đã câm điếc Đi tới sơn cốc này cũng chưa từng mở miệng nói chuyện. Kỳ lạ hơn chính là, người này thể lực thật sự là kinh người, cứ đứng thẳng bất động như vậy, đứng ở đó cả ngày vẫn chưa bao giờ thấy hắn mỏi mệt. Hàn Lập trong lòng sớm đã gọi hắn là quái vật, hắn cũng từng thử qua cùng người này trao đổi một chút, nhưng người này không khác gì một khúc gỗ, không hề phản ứng, bất kể Hàn Lập nói đến thế nào, hắn vẫn không để ý tới. Hàn Lập xem như hoàn toàn phục mặc đại phu, có thể đem một người bằng xương bằng thịt sống sờ sờ Huấn luyện như là một con rối, không hề có nhược điểm. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, thể lực kinh người, không mở miệng nói chuyện, không có chút cảm tình, mặc dù chưa biết võ công của hắn như thế nào, nhưng tuyệt sẽ không quá yếu, đó là phán đoán cuối cùng của hắn đối tên nam tử này. Hàn Lập biết, người này rất có thể có khả năng trở thành một sát thủ của Mặc đại phu, nhưng hắn không hề có biện pháp, hắn tìm không ra bất cứ sơ hở nào của người này. Điều duy nhất làm cho Hàn Lập có chút nghi hoặc chính là ngẫu nhiên nhìn từ phía sau lưng của người này hắn lại có một cảm giác rất quen thuộc, tựa hồ đã gặp qua ở đâu đó rồi. Nhưng hắn nghĩ lại thì nhớ không nổi có người nào mà hắn quen lại giống với cái bóng lưng kia. Nhìn một hồi, Hàn Lập thở dài, đóng cửa phòng lại, trở vào bên trong phòng, hắn biết không có mệnh mệnh của Mạc Đại Phu, người này sẽ không đi nghỉ ngơi. Hắn có chút rối loạn, vội tiến tới giường của mình, thân thể lăn ra, nằm ở đó, sau đó hai tay gác ra sau đầu, nhắm hai mắt lại. Hắn đem mấy chiều hôm nay học được từ lệ phi vũ, trong đầu duyệt qua một lần, âm thầm mô tả lại trong đầu, đem mỗi một chiêu tỉ mỹ chia làm từng đoạn một, rồi lại suy nghĩ từng đoạn một, cẩn thận phân tích. Đây là hàn lập luyện tới tầng thứ 5 của trường Xuân Công, mới có được năng lực này, đã gặp qua là không thể quên được. Hắn dựa vào ưu thế này, cứ thấy bất cứ võ công này thì dùng đầu óc cẩn thận ghi nhớ một lần, rồi lại duyệt qua duyệt lại vô số lần trong đầu, CS thế mà luyện cho đến thăng hoa, cũng vì nguyên nhân này mà lệ phi vũ cho hắn là một thiên tài. Vào hai tháng trước, hàn lập ỉ vào hiệu lực của hai loại thánh dược trực tiếp đột phá tầng thứ tư của trường xuân công đạt đến tầng thứ năm dược hiệu của hoàng long đan và kim tủy hoàn to lớn như thế vượt xa sự dự đoán của hàn lập hắn vẫn còn coi thường uy lực lớn lao của các công thức điều chế này các công thức điều thế này thật sự là kỳ bảo vô giá bất quá hai loại linh dược tẩy tủy này cũng chỉ dùng được một lần thôi còn lại tất nhiên là bản thân phải tự luyện thành tầng thứ sáu trường xuân công thật có chút chờ mong, trường xuân công tầng thứ sáu này sẽ cho bản thân điều ngoài ý muốn gì nữa. Khoảng cách đến khi mặc đại phu hạ thông điệp cuối cùng chỉ còn lại có nửa năm, bản thân mặc dù từ lệ phi vũ học được một ít chiêu thức, nhưng bởi vì không có nội gia chân khí tương xứng phối hợp, chỉ có thể xem như là một vài công phu quyền pháp bên ngoài mà thôi. Vỗ công này dùng để đối phó người bình thường thì còn có công dụng, nhưng sử dụng để đối phó mặc đại phu, thật sự là như bánh bao thịt đem ném chó, có đi mà không có về. Hàn Lập nghĩ tới đây có chút ưu tư, lại có chút phiền não, đã biết Trường Xuân công cái gì cũng tốt, nhưng không cách nào áp dụng va à thực chiến, chém giết. Hắn bây giờ chỉ có kỳ vọng vào chát nhãn kiếm pháp kia mà thôi, hy vọng nó sẽ cho mang đến cho hắn sự bất ngờ. chương 35, Thâu Bí Tịch, mười mấy ngày sau, vào một buổi trưa, Hàn Lập lại lén lút trốn ra ngoài thần thủ cốc, ra ngoài tìm lệ phi vũ để gặp mặt. Kỳ thật cũng không thể nói là hắn lén lút đi ra ngoài, Mạc đại phu đối với việc hắn thường xuyên suốt gốc sớm đã sớm nắm trong lòng bàn tay nhưng đối với việc này tự không hề can thiệp tùy ý hàn lập tiến suốt tự do kiểu làm bất quản bất vấn ngay từ đầu làm cho hàn lập trong lòng có chút sợ hãi chẳng biết đối phương có chuẩn bị tính toán gì quan sát động tĩnh phía sau vài lần hắn phát hiện thật sự không ai theo dõi mình hắn cũng tự yên lòng phía sau không có nguy hiểm tự mình di chuyển nhanh hơn sau một thời gian dài di chuyển bỏ lại phía sau cả quãng đường dài Hàn Lập cũng dần dần có chút sáng tỏ, đối phương để mình tự do như thế át có nguyên nhân. Mặc đại phu đối Hàn Lập nhẫn lại như vậy, chính là bởi hắn cũng có nỗi khổ bên trong. Hắn mặc dù ép Hàn Lập dùng thi trùng hoàn và sử dụng tính mạng thân nhân Hàn Lập ra đe dọa, đem Hàn Lập ép tới tử lộ, nhưng cũng biết nếu dùng phương pháp thô bạo này để áp chế đối phương, đối phương trong lòng nhất định đầy oán khí, tu luyện sau này không thể nào cam tâm tình nguyện. Nếu như lại hạn chế sự tự do của hắn, như vậy, khẳng định rằng sẽ có sự phản kháng của hắn. Dù sao Mạc Đại Phu đúng là muốn cho hắn chủ động tích cực tu luyện trường Xuân Công, mà không thể chói tay, buộc hắn đi tu luyện. Hàn Lập rõ ràng biết trước việc này hậu quả ra sao, lá gan hắn càng trở lên lớn hơn. Lúc trước khi ly khai còn cẩn thận trách khỏi ánh mắt theo dõi của Mạc Đại Phu. Bây giờ, không cần phải nói, nghênh ngang đi qua trước mặt hắn. Hàn Lập mặt ngoài thoạt nhìn tựa hồ rất đỉnh đạc, bộ dáng rất bất cần, nhưng trong lòng kỳ thật vẫn rất cẩn thận. Vừa rời khỏi cốc, hắn đã vận khởi trường xuân công, khiến cho tai mắt xúc giác tăng lên đến cảnh giới bất khả tư nghị. Đưa những sự vật trong vòng 10 trượng vào trong tầm kiểm soát. Hàn lập tin tưởng, kể cả mặc đại phu đích thân theo dõi, cũng không tránh thoát được con mắt của hắn. Tránh diện giao phong hắn có lẽ không có khả năng, nhưng nếu như vận dụng ngũ quan thì hắn tuyệt đối có 10 phần tin tưởng. Đoạn đường phía trước, Hàn Lập cẩn thận tránh né gặp phải tuần sơn đệ tử, thông qua thông đạo bí mật nằm sau cây hòe cổ thụ, bỏ vào bên trong, nơi có tiểu thủy đàm ở phụ cận. Vừa vào đến bên trong, đã thấy lệ phi vũ xích lỏa hai chân, ngồi ở bên bờ thủy đàm. Hắn cúi đầu, nhìn đôi chân trần ngâm trong nước băng lạnh của thủy đàm, phát thông phát thông tiếng dùng sức khuấy, đạp mặt nước vang lên, bắn ra những giọt nước đủ màu sắc, hắn đang nghịch nước. Nghe được tiếng hàn lập đi vào, hắn cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp oán thán nói. Hàn sư đệ, người tới càng ngày càng chậm, mỗi lần đều muốn ta phải đợi hơn nửa ngày, Ngươi không thể tới sớm hơn một chút sao? Ngại quá, ta, Hàn Lập lấy tay phẩy phẩy lớp bùn đất còn dính trên quần áo, vừa định giải thích vài câu. Tiếp lấy, Lệ Phi Vũ cũng không đợi Hàn Lập mở miệng nói xong, ném cái túi lớn mang theo sau người hướng về phía Hàn Lập. Đây là cái gì, món ngon gì sao? Hàn Lập có chút mạc danh kỳ diệu sao? Nhưng sau đó, lại cảm thấy trong cái túi có cái gì cứng cứng, lại còn khá nặng, không giống thứ gì có thể ăn được. Ngươi chỉ có biết ăn thôi à? Chẳng phải ngươi kêu ta đem chát nhãn kiếm pháp kiếm phổ cho ngươi sao? Lệ Phi vỗ trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt nghiêm lại nói: "Đây là kiếm phổ, không lầm chứ, không phải là đem đá mài trong sân nhà bỏ vào túi chứ?" Hàn Lập cổ tay lắc mạnh cái túi, vẻ mặt rất không tin tưởng. "Nặng ghê a." À, hắn dùng hai tay nâng nâng thử, kết quả thiếu chút nữa thì hắn chúi người ngã xuống. "Ha ha," Lệ Phi vỗ cũng không nhịn được cười, mở cái miệng rộn cười rộ lên, cuối cùng ngã lăn ra đất mà cười cả người cũng dính toàn bùn đất với cỏ. Hàn Lập Hoài nghi nhìn cử chỉ hơi quái dị của đối phương, vừa quay ra nhìn lại cái túi khá to này. Bính, hắn đá nhẹ một cái, hình như có chút cảm giác lạ lạ. Không để ý đến biểu tình quái dị của tên kia, Hàn Lập lấy tay sờ sờ, bỏ cái túi xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh cái túi. Đối hắn mà nói, đi chơi cái trò đoán đoán tìm xem nó là vật gì là một việc hết sức ngu ngốc, phí sức mà thôi. Đôi bàn tay trắng sạch đặt tại nút thắt của cái túi mười ngón tay hắn khẽ múa lên, một phiến mơ hồ chỉ ảnh hiện ra, nút thắt liền được giải khai. Ba ba, một chàng vỗ tay vang lên, Hàn Lập đang muốn cho tay vào bên trong, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh rất không đúng lúc này. Chẳng biết lúc nào, Lệ Phi vỗ sớm đã đình chỉ tiếng cười, cũng đã đi giải vào. Hai tay hắn đang vỗ vỗ, cổ vũ cho mình, như hết sức cổ vũ mình vậy, tựa hồ lòng bàn tay hắn đã đỏ bừng hết lên. Sách sách, mỗi lần chứng kiến người đem truyền ti thủ môn võ công này sử dụng xuất thần nhập hóa như thế, ta đều có cảm giác bất khả tư nghị, chẳng biết là do tư chất người tốt hay là do theo ta mà có tiến bộ lớn chỉ trong thời gian 2 tháng A. Lệ Phi vỗ tay tiếp tục vỗ, miệng thì vẫn khen ngợi không ngừng. Người sẽ không phải vì để cho ta biểu diễn mới đặc biệt đem một quyển sách biến thành một cái túi to như vậy chứ. Hàn Lập không tức giận nói, đương nhiên không phải, chẳng phải người sẽ rõ ràng khi mở nó ra coi sao. Lệ Phi vũ thu hồi khuôn mặt cười cợt, sắc mặt nghiêm túc trở lại. Hàn Lập thấy hắn dùng loại ánh mắt này để nói, trong lòng hiếu kỳ nổi lên, tầm mắt quay lại dừng trên cái túi. Nhưng đầu thoáng suy nghĩ một chút, vươn ngón trỏ cùng ngón giữa, khe khẽ mở miệng túi ra, đem vật bên trong từ từ lộ ra. Đây, đó là, Hàn Lập trên chán bá đích một cái toát ra mồ hôi lạnh liễu rậm rạp, hai con người thiếu điều muốn trợn trừng lên. Thế nào, giật mình không ít chứ, Lệ Phi vũ lo lắng đi lên, lấy tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn hàn lập tự nhiên xoay người nhìn chằm chằm vào đối phương nửa lời không nói sao ngươi dùng ánh mắt đó nhìn ta ta không có hứa sẽ lấy thân báo đáp a à. lệ phi vũ cười hì hì đích trêu hàn lập một chút hắn nghe xong câu trêu đùa này hàn lập tựa hồ mới thanh tỉnh lại ta muốn cùng ngươi vạch rõ giới tuyến từ nay về sau coi như ta không nhận ra ngươi ngươi cũng chưa bao giờ gặp qua mắt ta hàn lập tức giận lớn tiếng hơn không biết là ta hoa mắt hay là ngươi điên rồi, người dĩ nhiên đem một đống lớn sách của thất tuyệt đường tàng thư lại đây, nếu như bị tuần đường hộ pháp phát hiện, người ta hai người muốn chết cũng khó. Hàn lập dùng ngón tay chỉ đống bí tịch, mặt hướng về phía lệ phi vũ gào lên. Trên góc trái những cuốn sách đó, tất cả đều được thống nhất viết mấy chữ màu vàng đẹp mắt thất tuyệt đường tàng thư bằng bút lông. chương 36, giật mình, nhìn thấy Hàn lập nổi giận, lệ phi vũ cũng không bực mình nữa, nhưng trên khuôn mặt vẫn bất cần. Hắn cúi đầu xuống, đem ngón tay út chọc chọc vào trong lỗ tai, chuyên tâm ngoáy ngoáy, thần tình đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. Hàn lập sau khi tính tình loạn phát, thấy ra mặt lệ phi vũ dày như thành tường, tựa hồ cái gì cũng không có nghe thấy, trở lại trạng thái lãnh tính, cảm giác được chuyện này có cái gì đó kỳ quặc. Người không phải là người thiếu suy nghĩ, cũng không phải là người hoang tưởng tự đại, làm ra việc không muốn sống như vậy, chắc chắn là có lý do trong đó. Sau khi thanh tỉnh Hàn lập hỏi, lệ phi vũ thấy đối phương tức giận biến mất nhanh như vậy, lại lần nữa khôi phục tính tình trước kia trong lòng có chút tiếc nuối nhưng trên mặt lại giả bộ ủy khuất đáng thương luôn miệng kêu réo trời ơi ta thật đúng là oan uổng a à. vừa rồi thật ra ta muốn giải thích cho ngươi một chút nhưng ngươi không cho ta cơ hội mở miệng a à. bây giờ lại còn oán trách ta ta đâu phải là loại người không nói lý a à. loại giọng điệu kêu réo với bộ dáng ủy khuất này rất là giả dối làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể thấy rõ bản chất có một loại cảm giác lừa bịp Hàn Lập cũng có chút không nhịn được, muốn đi lên trước, đá mạnh hắn một cái như đá con chó đang nằm gặm xương. Định đùa với ta sao, mau giải thích cho ta đi. Người bộ dáng vô lại thế này, cũng không sợ bị các sư đệ sùng bái ngươi nhìn thấy, muốn cho bọn hắn thấy bộ dáng này sao, trước kia người cố tạo hình tượng tiêu sái, lãnh khốc sát thủ, bây giờ không phải đều sẽ tan biến không còn một mống sao. Hàn Lập chưa cấp cho hắn mặt mũi, đã chế nhạo hắn một chút. Hàn Lập hiện tại không có tâm tình cũng đối phương đùa giỡn, chuyện này nếu xử lý không tốt, hai người bọn hắn đều sẽ gặp phiền phức lớn. Lệ Phi vũ hình như cũng hiểu rõ ràng Hàn Lập lúc này suy nghĩ gì đó, đối với hắn không nhạo báng nữa, rồi uể oải đi tới cái bọc trước mặt, thân mình cúi xuống, nhặt lên một quyển bí tịch. Sau khi nghiêm túc lại, trên mặt Lệ Phi vũ mang một tia thần bí đặc biệt, tự tiếu phi tiếu, đem quyển sách trao cho Hàn Lập, sau đó dụng ánh mắt ý bảo hắn mở bìa sách ra liếc mắt qua một chút. Hàn Lập thuận tay nhận lấy quyển bí tịch mỏng này, nghi hoặc liếc mắt nhìn đối phương một cái. Hắn có điểm không thể hiểu được, lệ phi vũ sẽ lại có chủ ý quỷ quái gì nữa. Mở ra nhìn xem một chút, người sẽ hoàn toàn hiểu rõ ràng. Lệ phi vũ dùng một loại giọng điệu làm như trọng yếu lắm nhưng đích xác giả dối, dẫn dụ hắn nói. Trực tiếp nói được mà, lại làm ra vẻ thần thần bí bí sao. Hàn lập mặc dù trên mặt có ý không vui, nhưng vẫn đưa tay giở bí tịch ra. Trang bìa vừa được mở ra, lộ ra một tờ giấy trắng trên mặt có bốn chữ màu đen lớn rõ rõ ràng ràng viết chát nhãn kiếm phổ ái già hàn lập thoáng có chút kinh ngạc lệ phi vũ tiện tay đưa cho hắn một quyển bí tịch chính xác là lệ phi vũ muốn làm cho hàn lập kinh ngạc đừng giật mình lại xem thêm mấy quyển bí tịch này nữa lệ phi vũ ngay sau đó liên tiếp vứt thêm bốn cuốn cho hàn lập hàn lập nhất nhất nhận lấy sau đó nhanh chóng mở ra xem một lần cả người kinh ngạc đến ngây dại các quyển bí tịch này mặt trước mỗi quyển đều viết rõ ràng, minh bạch mấy chữ to màu đen chát nhãn kiếm phổ. Ngẩn người, người trong chốc lát, Hàn Lập mới đem ánh mắt từ trong mấy quyển bí tịch rời đi. Hắn ngẩng đầu, dùng ngón tay chỉ đống bí tịch trên mặt đất, lắp bắp đứt quãng hỏi. Ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta biết toàn bộ đống này đều là chát nhãn kiếm phổ. Thật đáng tiếc, Hàn Sư Đệ, ngươi đã đoán chúng rồi. Đối phương nhún vai, hai tay giang ra thất vọng, thể hiện một bộ dáng không thể tránh khỏi chỉ là hắn khóe miệng có chút khẽ nhếch lên, trong giọng nói có chút hả hê, hoàn toàn cùng bộ dáng hắn không phù hợp. Không có khả năng này, nơi này ước chừng có khoảng trăm quyển bí tịch, tại sao đều là chát nhãn kiếm phổ được. Hàn lập căn bản bất chấp lời của đối phương, liền đem những điều khó tin ra chất vấn. Người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Tại trong góc thư khố, ta đột nhiên nhìn thấy một đống bí tịch cùng tên như thế này, ta còn giật mình không nhỏ đấy chứ. Lệ Phi vũ nhướng mắt lên, trong miệng lầm bầm nói với mình, biểu hiện ra bộ dáng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Sau đó hắn thấy được Hàn Lập ngốc ngốc ngơ ngác không nói gì, cũng không nhịn được cười ha hả. Đối với lệ phi Vũ mà nói, loại khuôn mặt của Hàn Lập bị hù dọa đến giật mình như thế này thật đúng là kỳ quan khó gặp. Bình thường Hàn Lập ở trước mặt hắn biểu hiện một bộ dáng thong dong, không vội vàng, có trí tuệ, phảng phất giật mình hai chữ này tựu sẽ không xuất hiện trên người hắn. Mà lúc này Hàn Lập lại ngây ngốc biểu hiện ra làm cho lệ phi vũ hiểu được rằng sự khổ cực mấy ngày này không có uổng phí, hoàn toàn xứng đáng. Sau một lúc lâu, Hàn Lập cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Hắn trong tay nhanh chóng cầm lấy mấy quyển bí tịch nọ, cúi đầu suy nghĩ chốc lát, sau đó mặt ngẩng lên, không nhanh không chậm mở miệng nói. Người đã kiểm tra qua mấy quyển bí tịch này chưa? Tổng cộng có bao nhiêu? Ta đương nhiên đã kiểm tra qua hết, không chỉ một lần, tổng cộng có 74 quyển có cùng tên. Lệ Phi Vũ lập tức tiếp lời nói, không chậm trễ nói ra chuẩn xác từng chữ. Không biết rõ số lượng những quyển bí tịch này, nếu trở về, bỏ sót một, hai quyển thì có vấn đề lớn đó. Hắn vừa đi theo, vừa thoáng giải thích qua một chút. Ngón tay nhẹ nhàng mở những trang sách đã ố vàng, hàn lập chậm rãi, cẩn thận xem quyển bí tịch cầm trên tay. chương 37, Tam Bất Luyện, âm thanh lật các trang giấy soạt soạt thanh thúy mà lại dễ nghe. Nhưng Lệ Phi vũ đối với loại âm thanh này cực kỳ chán ghét hắn không để ý tới hàn lập đang cắm cúi đầu óc nghiên cứu tự mình chạy trở lại bên bờ đầm nước rút ra trường đao cắm trong bùn đất tự mình bắt đầu ngắm nghía nó hàn lập liếc mắt nhìn lệ phi vũ một cái nhìn hắn tràn đầy tinh lực liền không để ý đến cử động của hắn nữa đem tâm thần quay trở lại bí tịch trong tay nhất mục thập hành sợ rằng chỉ có hàn lập là người đọc loại sách này với tốc độ kinh nhân một quyển sách dày rất nhanh đã được hắn xem xong hắn cúi đầu xuống cũng không thèm nhìn tới tiện tay lấy một quyển khác lật xem không ngừng hai mắt Hàn Lập nhíu nhíu lại, trong quá trình đọc sách, thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cuốn bí tịch, một khắc cũng không muốn rời đi, đầu theo ánh mắt di động qua lại nhịp nhàng, rất có phong thái của người đọc sách gật gù khi hài lòng. Thời gian trôi đi rất nhanh, một quyển chát nhãn kiếm phổ cũng bị Hàn Lập nhanh chóng xem qua một lần. Lúc Hàn Lập xem quyển bí tịch thứ 11, đột nhiên tự mình dừng không đọc nữa, bí tịch mới vừa rồi xem xong, cũng bị hắn lôi ra lại từ trong đống đồ hắn nhắm hai mắt lại dưỡng thần một chút chờ sau khi tinh thần hồi phục một chút hắn ngồi xuống khoanh chân tại chỗ vận dụng trường xuân công đem những điều vừa đọc được trong mười quyển bí tịch tại trong đầu diễn luyện lại chỉ chốc lát sau trên mặt hàn lập trở nên biến hóa phong phú khi thì hưng phấn không thôi khi thì trầm tư cao mày khi thì hoàn toàn uể oải đau đớn chẳng biết qua bao lâu hàn lập cuối cùng hai mắt cũng mở ra trước mắt bị cái gì đó rất to làm cho giật mình đầu của lệ phi vũ không biết khi nào đã đưa tới dưới mắt hắn cơ hồ xảy ra tình huống hai chóp mũi đụng nhau người đang làm gì đó người không phải đang luyện tập đao pháp sao hàn sư đệ đây là lúc nào rồi người còn hỏi vấn đề ngớ ngẩn như vậy lệ phi vũ đem thân thể rụt về bĩu môi hàn lập lúc này mới phát hiện ánh sáng bốn phía xung quanh đã trở nên hôn ám hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút sắc trời đã biến thành mờ mờ tối đêm đã đến rồi ai ra thời gian qua thật là nhanh ta một điểm cũng không chú ý rằng thời gian đã lâu như vậy. Hàn lập đứng lên, hoạt động tay chân mình, thế nào, từ trên bí tịch tìm ra được cái gì thú vị sao? Lệ Phi vô ánh mắt sốt sáng nhìn kỹ hắn, hy vọng từ trong miệng của hắn sẽ biết được kết quả cuối cùng. Ừ, cũng không tệ lắm, rất thích hợp với ta. Cái gì kêu là không tệ lắm, nói ra điểm gì đó thực tế một chút, Lệ Phi vũ có chút bất mãn nói. Cụ thể mà nói, cái bí tịch này đúng là một mớ hỗn tạp, không có cái gì là hoàn chỉnh, đông cóp tây nhật tập hợp mà thành. Hàn lập chậm rãi nói, vậy chát nhãn kiếm pháp đúng là có sự thú vị, thật sự có loại kiếm pháp này sao? Tại sao lại kêu bằng cái tên quái dị như vậy? Lệ Phi Vũ vẫn chưa hài lòng, tiếp tục hỏi tới. Chát nhãn kiếm pháp thật sự là có tồn tại, chỉ bất quá nó là một phần hỗn tạp, những bí tịch ở đây chỉ là một chút nhỏ trong tổng thể. Hàn lập nhẫn nại nói, về phần tại sao có cái tên này cũng có đạo lý của nó. Có đạo lý gì, ngươi không thể một hơi nói tất cả ra sao đừng có từng câu từng câu nói ra như vậy học đòi theo bộ dáng như lão phu tử nói chuyện vậy lệ phi vỗ chừng mắt liếc nhìn hắn một cái đối với cái kiểu thong thả của hàn lập thật sự là không quen nhìn hàn lập thật sự là không thể có cách nào với đối phương không thể nào làm khác hơn là giải thích nhanh hơn loại kiếm pháp này theo như trên bí tịch nói đúng là lợi dụng các loại ánh sáng cùng sự sai lầm của thị giác khắc địch chế thắng thường thường làm cho địch nhân trong nháy mắt tựu mất đi tính mạng, cho nên mới kêu là chát nhãn kiếm pháp. Cũng có một loại kiếm pháp quái dị như vậy sao? Trên đời kỳ nhân thật đúng là không ít a. À. Lệ Phi Vũ sau khi nghe xong, cảm thấy hứng thú nhưng lập tức bởi vì một câu nói cuối cùng của Hàn Lập mà ngừng ồn ào. Loại kiếm pháp này có ba điều không thể luyện, chân khí nếu có chút thành tựu không thể luyện, không có nghị lực lớn không thể luyện, không có thiên phú không thể luyện. Lệ Phi Vũ sau khi nghe điều thứ nhất, lập tức bỏ đi sự quan tâm đối với nó, nội ra chân khí của hắn đã có hỏa hậu không ít không thể phế đi công lực của chính mình đi học cái loại kiếm pháp mà uy lực còn không biết ra sao này theo đó lệ phi vũ đối với cái bí tịch này hoàn toàn mất đi hứng thú hắn không muốn tiếp tục ở tại đây nữa hắn đứng dậy chuẩn bị cáo từ trở về trước khi đi hắn dặn dò hàn lập mau mau đem bí tịch này sao lục lại lần sau gặp nhau hắn phải đem tất cả mang về phải biết rằng bí tịch này mặc dù người khác không trọng thị nhưng nếu một đống này bị mất trong thời gian dài cũng sẽ khiến cho người khác chú ý lệ phi vũ rời đi không lâu hàn lập cũng ly biệt nơi này khắp núi non khoác một tầng sương mù bàng bạc có chút ảm đạm tại hai bên sơn đạo chật hẹp này sinh trưởng tạo thành một rừng tùng bách sau khi một trận gió núi thổi qua phát ra tiếng vang hoa lạp lạp những nhánh cây hai bên cũng theo đó mà trở nên yêu dị dương nhanh múa vuốt hàn lập ở trên sơn đạo có chút quỷ dị này lập tức vội vã hướng phương hướng thần thủ cốc chạy tới bởi vì thời gian trở về có chút quá muộn nên tại nửa đường thì sắc trời đã trở nên hoàn toàn tối đen. Nếu không có trường xuân công trong người, ban đêm làm cho hai mắt càng thêm nhạy cảm, Hàn Lập Việt sẽ không trong hoàn cảnh hôn ám như vậy mà chạy. Phải biết rằng đường nhỏ này không dễ đi, trên đoạn đường này khi thì quẹo trái, khi thì rẽ phải, đích xác là một chỗ hiểm yếu, nếu không để tâm sẽ phát sinh sự việc ngoài ý muốn, theo đó mà đi tong cái mạng nhỏ. Nhất mục thập hành, ý nói người đọc rất nhanh chương 38, đêm gặp gian tế, đi ở trong rừng tăm tối, Hàn Lập cảnh giác nên mở hết giác quan của mình, trong mắt người bình thường thì sơn đạo này mơ hồ, không rõ nhưng đối với hắn mà nói lại giống như ban ngày vậy, có thể nhìn một cách rõ ràng được. Hắn cẩn thận như thế, không phải đề phòng giã thú trong rừng, mà là một loại phản ứng bản năng đã luyện thành. Phải biết rằng từ khi thất huyền môn chuyển đến Thải Hà Sơn, trong núi rừng vốn không nhiều động vật lắm, sớm đã dần dần bị thanh tảo không còn nữa, đừng nói là mãnh thú, ngay cả các loại độc xà cũng đều ở trong bụng của đông đảo đệ tử. Sự cẩn thận hết sức này, trong hoàn cảnh không rõ, tùy thời bảo trì tai thính mắt sáng chính là không phải hắn trời xanh mà có, mà là lần trước sau khi từ trong tay mặc đại phu thoát thân, trải qua quá nhiều lo lắng, nên sau này cố ý hình thành tập tính tốt này. Chính nó giúp cho hắn sau này trong nhiều hành động tránh khỏi không ít phiền phức phát sinh ngoài ý muốn, đem nguy hiểm giảm xuống mức thấp nhất. Gió núi tựa hồ càng thổi càng lớn, từng trận liên tiếp ô ô vang lên, làm cho người ta có chút sởn tóc gáy hàn lập xa xa cảm thấy chính mình đã nhanh đi ra khỏi bờ rừng hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi ở trong rừng rậm đen thui hành tẩu một mình làm cho hắn có không ít áp lực trong lòng hàn lập bước chân so với lúc trước càng lớn hơn tựa hồ muốn phải đi ra khỏi rừng cây này nhanh hơn một chút đột nhiên một trận gió núi mãnh liệt thổi thốt ngược tới khi gió núi đã đi qua hàn lập đột nhiên cước bộ ngừng lại tựa hồ phát hiện một điều gì đó dị thường hắn nhăn mặt nhíu mày sau đó lắng nghe một lát sau thần sắc hàn lập từ từ trở nên ngưng trọng bên tai loáng thoáng chuyển đến tiếng bước chân mặc dù tiếng cước bộ của chủ nhân rất nhẹ cách hàn lập cũng rất xa nhưng chính xác là hai người đang hướng về phía hắn đi tới hơn nữa cách hắn càng ngày càng gần thân thể nhẹ nhàng chợt lóe hàn lập như linh miêu ẩn vào trong rừng rậm hai bên đường nhanh nhẹn mà lạng yên không tiếng động khi cách đường nhỏ vài chục trượng sau một cây đại thụ thân ảnh hắn ngừng lại cả thân thể co nhỏ lại che giấu phía sau thân cây từ phía trước đại thụ nhìn lại cũng không thấy được thân hình hắn. Sau khi tìm được chỗ ẩn thân tốt, Hàn Lập mới an tâm một chút. Không phải hắn mẫn cảm quá mức, mà là ở địa phương hẻo lánh này, cộng thêm đêm đen gió lớn, có hai người đi đến nơi đây, thật có chút không hợp với lẽ thường, tám chín phần là có sự tình không thể lộ ra. Hắn cũng không hy vọng, vì biết được ẩn tình của người khác mà phát sinh sát khí, bị người đuổi giết diệt khẩu. Bất quá nếu như tự thân bình an, không việc gì dưới tình huống không có nguy hiểm thì đi nghe một chút bí mật của người khác hàn lập cũng rất thích hắn không phải là loại ngụy quân tử cứng nhắc loại chuyện tốt này tống tiến tới trước cửa nhà tất sẽ không đóng cửa lại rồi xuống núi an bài tốt thời gian bang chủ người từng đoạn từng đoạn lời nói yếu đi đứt quãng từ chỗ xa xa truyền tới lúc này trên núi gió thổi rất lớn đại bộ phận lời nói đều bị cuồng phong cuốn đi thất tán chỉ có một ít truyền vào trong tay hắn hàn lập ngạc nhiên không nghĩ tới đúng là nghe được bí mật to lớn trong phương viên mấy trăm dặm tại địa phương này, có thể được xưng là bang chủ đích xác cũng chỉ có giã lang bang bang chủ kim lang cổ thiên long, là một đại địch của bổn môn, ở chỗ này nghe được, thật sự có chút làm người ta suy nghĩ. Cổ thiên long người này, trong mắt thất huyền môn đệ tử, hoàn toàn là một đại ma đầu tắm máu. Nghe đồn hắn cao to và vạm vỡ, dư tận như ác quỷ, tính tình bạo ngược, một ngày ba bữa phải ăn thịt, uống huyết người sống, thật không phải là một người bình thường, thật sự là một hung thần hù dọa không ít nội môn đệ tử tuổi còn trẻ. Bất quá theo lệ phi vũ nói, thực tế tình huống cũng không phải là như thế. Cổ thiên long người này, chẳng những không cao lớn dọa người, thêm nữa còn gầy yếu tuấn tú, tuổi cũng không lớn, mới khoảng 30, hoàn toàn trái ngược với lời đồn. Nhưng hắn động cái là giết người, đáng sợ giống như truyền thuyết, nếu không với tướng mạo của hắn, như thế nào mới chân áp được bọn bang chúng xuất thân từ mã tặc. Hàn lập hồi tưởng một chút ký ức có liên quan đến cổ thiên long, trong lòng đảo một ngụm lương khí vội vàng đem thân thể cuộn xúc lại thêm một chút hô hấp cũng trở nên trì hoãn lần này đây lén trộm danh sách phải xuống tay lại một trận âm thanh nói nhỏ loáng thoáng truyền tới so với vừa rồi rõ ràng hơn rất nhiều lúc này hai người hẳn là cách hàn lập gần hơn nhiều hàn lập không dám phát ra tiếng động lớn tự biết nếu mình bị phát giác chỉ có một đường chết hai người này khẳng định là do dã lang bang phái tới làm gian tế Tuyệt sẽ không để cho người thứ ba còn sống biết bí mật của bọn họ. Kế hoạch, phải, không, mau chóng, thanh âm hai người nói chuyện với nhau một cách chậm rãi, càng ngày càng nhỏ hơn, xem bộ dáng đã nói tới hạch tâm của sự tình. Qua thêm một chút, thanh âm lại phát ra lớn hơn một ít, nhưng những điều tiếp theo cũng nghe không rõ ràng lắm, chỉ có mơ hồ theo tiếng gió bay ngang qua tai, bọn họ dĩ nhiên đã đi qua sơn đạo trước mặt Hàn Lập, thân ảnh dần dần cách xa. Nhất thời nửa khắc, Hàn Lập vẫn ở phía sau cây đại thụ không dám lộn xộn, dùng trường xuân công xác định đích xác trong vòng 10 trường không có người thứ hai, mới chậm rãi đứng lên. Lần này hắn xem như là lượm được trở về cái mạng nhỏ, may mắn là đã phát hiện động tính của hai gã gian tế trước, nếu không sẽ đâm đầu đụng tới chúng. Nếu đối phương hỏi tới thân phận, chính tự mình khẳng định kết quả sau cùng sẽ bị diệt khẩu, đáng buồn hơn nữa chính là với thân thủ của mình mà nói ngay cả một tia hy vọng chạy đi cũng không có. Hàn lập đứng tại chỗ không động tính, dùng ngón tay nhẹ nhàng khe khẽ xoa cằm, ngưng ánh mắt nhìn phương hướng hai người kia biến mất ánh mắt có điều suy tư từ nội dung nói chuyện không hoàn chỉnh của bọn họ mà phán đoán đối phương hình như trong thời gian gần tới đây muốn ra tay hành động bất lợi đối với thất huyền môn mà hành động này cùng với danh sách kia có quan hệ không nhỏ còn có một việc ngoài ý muốn của hàn lập cho dù không có chứng kiến hình dáng cụ thể của hai người nọ nhưng thanh âm của một người trong đó bị hắn nhận ra mặc dù chỉ nói chuyện với nhau một hai lần nhưng bằng vào trí nhớ vượt xa người thường hắn đem người nói chuyện kia với vị đại quản sự phòng bếp tầm thường ở trên núi liên hệ với nhau vị quản sự chủ phòng này khi bán con thỏ cho hắn để lại ấn tượng tốt trong lòng hắn ông ta có bộ dâu chữ bát vẻ mặt đích thị là loại người buôn bán nhưng lại là gian tế giã lang bang phái tới thật đúng là làm cho thần kinh hàn lập có đợt khảo nghiệm thật lớn bất quá suy nghĩ ngược lại một chút cũng không phải có cái gì ngoài dự đoán của mọi người chỉ có thân phận như vậy mới có thể thường xuyên lên xuống núi truyền tin tức thì sẽ không khiến cho người khác chú ý chương 39, điều kiện biến thái. Thanh âm của gã gian tế còn lại kia, Hàn Lập cảm thấy rất xa lạ, hẳn là chưa bao giờ gặp qua người này, bất quá từ âm thanh phán đoán thì gã này tương đối trẻ, ước chừng khoảng hai mươi mấy tuổi. Đáng tiếc Hàn Lập vì muốn tự bảo, không đủ dũng cảm len lén trộm nhìn một cái, sợ hai người này công lực tinh thuần, có thể cảm ứng được ánh mắt giám sát của mình, nếu bị bọn họ phát giác có ngoại nhân đang ở phụ cận thì không phải là hỏng mất hay sao. Sau khi kinh lịch qua chuyện này, sau này khi đi đường cần phải rất yên lặng sau khi cơm chiều đã qua rất lâu hàn lập rút cuộc mới trở về chỗ ở giống như lúc trước mặc đại phu đối với việc hàn lập thần bí trở về ngay cả liếc mắt nhìn cũng không có hứng thú bình thường trừ khi đưa cho hắn dược vật tốt mặc đại phu đối với hết thảy cử chỉ hành vi của hàn lập đều hoàn toàn để cho hắn tự do hàn lập nếu không phải nhìn thấy mặc đại phu đưa tới dược vật được phối chế từ những dược liệu quý thu thập được khi ông ta xuống núi còn tưởng rằng đối phương đã bỏ quên hy vọng đối với hắn, thêm nữa còn chuẩn bị quỷ kế độc ác gì đó. Hàn Lập bây giờ đối với việc mặc đại phu đưa tới dược vật chân quý, hoàn toàn ghét cay ghét đắng nhưng vì không thể để cho đối phương nghi ngờ, hắn phải bịt mũi mà ăn. Hắn không sợ dược vật đưa tới có chứa chất độc, đối phương bây giờ hại hắn, cũng giống như tự hại chính mình. Đối với việc nửa đường gặp được đám gian tế của dã lang bang, Hàn Lập trên đường trở về nghĩ tới một biện pháp ứng phó cho thật tốt. Hắn tự mình đối với thất huyền môn không có cảm tình quá sâu, nhưng cuối cùng cũng là bán nội môn đệ tử, như thế nào lại trơ mắt nhìn sự việc nguy hại đến thất huyền môn phát sinh mà mặc kệ không hỏi. Huống chi hắn sớm tự mình đã chọn được người có thể xử lý chuyện này tốt nhất lệ phi vũ lệ đại sư huynh. Theo hàn lập quan sát, có lẽ duyên cớ ăn triều tủy hoàn của lệ phi vũ chính là trong lòng hắn danh lợi so với người bình thường được xem trọng hơn rất nhiều, hắn có giã tâm không nhỏ. Hắn vẫn mộng tưởng tiến vào cao tầng của Thất Huyền môn, trở thành tiêu điểm được chú ý của mọi người. Hàn Lập từng nghĩ rằng, đối phương đại khái muốn trong thời gian cuối cùng, làm cho mình càng thêm điên cuồng, càng thêm huy hoàng. Hôm nay chính tự mình tống tiến tới cửa nhà hắn một đại công lao như vậy, tất sẽ làm hắn nhảy nhót vui sướng không thôi, coi như là báo đáp lại ân tình về kiếm phổ mà Hàn Lập đã nhận lấy. Vừa nghĩ đến chát nhãn kiếm pháp, Hàn Lập trong lòng lại kích động một trận không thôi. Đối với sự việc có liên quan đến chát nhãn kiếm pháp, hắn đối với bạn tốt cũng không có nói xạo, kiếm phổ này đích xác là không thích hợp cho đối phương tu luyện, nhưng có không ít chi tiết liên quan mà Hàn Lập không có thổ lộ. Đối với Hàn Lập mà nói, bất luận trước mặt kẻ nào cũng phải giữ lại một chút ít bí mật, chính là cách duy nhất để hắn sinh tồn. Cho dù đối phương thoạt nhìn cùng với chính mình thân thiết, không có gian dối, nhưng cũng không phải là ngoại lệ. Bất quá những gì trên bí tịch ghi lại cùng với võ học bình thường thật đúng là khác xa nhau. Theo ý Hàn Lập, gọi là kiếm pháp không bằng gọi là kiếm kỹ dường như thích hợp hơn, bí tịch này hoàn toàn là một loại tổng hợp thiên thời, địa lợi, nhân hòa cùng các loại nhân tố ám sát bí thuật, đúng là hết sức hiếm thấy, kiếm xuất ra thuần túy là kỹ thuật giết người. Trong những bí tịch này miêu tả dưới những hoàn cảnh khác nhau, những thời điểm khác nhau, lợi dụng sự tự thân khổ luyện quỷ bí kiếm kỹ, khi đối địch một kiếm tất sát phải dùng đủ loại kỹ xảo. Bí tịch dạy cho người học kiếm kỹ này mượn vị trí địa thế của mỗi nhành cây ngọn cỏ cùng các góc độ khác nhau của ánh sáng mạnh yếu, làm cho thị giác đối thủ bị sai lầm, trong nháy mắt chộp lấy nhược điểm, sơ hở, trong giây lát giết chết địch nhân. Đây là một loại bí kỹ với các kỹ xảo phi thường khó khăn, không có một điểm thiên phú đúng là không có khả năng lĩnh ngộ, hiểu thấu nó. Cho nên người luyện bí kỹ này phải là một người có ngũ quan, thị lực, thính giác đều phải hơn người bình thường rất nhiều, mới có hy vọng luyện thành. Nếu chỉ đơn thuần vượt qua những điều kiện kia, thì ít nhất cũng đã có một số đệ tử vì tham lam uy lực của nó mà tập luyện rồi. Nhưng quá đáng chính là có thêm một điều kiện càng hà khắc, yêu cầu người tu luyện bí kỹ không thể có nội lực tinh thuần ở trong người, nếu không người tập cùng với kỹ xảo vận kình phát lực sẽ mâu thuẫn nhau, muốn tu luyện được thì khó khăn vạn phần. Cho dù may mắn thành công vượt qua, trong thực chiến cùng với chân khí tràn đầy trong cơ thể, kiếm chiêu đột nhiên bất chi bất giác sinh ra biến đổi thì sẽ giúp cho đối thủ thấy được sơ hở không nhỏ, từ đó sẽ đem lại đại họa sát thân. Một cái điều kiện như vậy cơ bản đã đoạn tuyệt đại bộ phận người có ý đồ tu luyện, phải biết rằng trên giang hồ có câu tục ngữ luyện quyền không luyện công, cuối cùng cũng như không. Đối với bọn họ mà nói, không tu luyện nội công đúng là một điều kiêng kỵ rất lớn, nếu luyện kiếm pháp mà tự mình từ bỏ tu hành chân khí, vậy thật sự trở thành trò cười lớn trên giang hồ rồi. Cứ như vậy, có thể còn lại bao nhiêu người tiếp tục tu luyện đây? Những người này cho dù có thiên phú đi nữa, về phương diện chân khí cũng không thành vấn đề, còn có thêm một cửa ải cuối cùng khó khăn, phức tạp nữa, hoàn toàn làm bọn họ bỏ đi ý niệm trong đầu dây dưa với nó. Đó chính là loại kiếm kỹ này có chiêu thức vô cùng phức tạp, điều kiện áp dụng vô cùng chi tiết, tỉ mỉ. Nhìn xem một chút trong cái bọc đồ với một đống bí tịch, người bình thường đã bị sợ hãi rồi. Trên cơ bản, mỗi kiếm phổ đều đại biểu cho một chiêu kiếm, mà từng chiêu kiếm này lại phân chia thành hàng trăm phân thức kiếm, mỗi một phân thức kiếm giảng giải dưới hoàn cảnh, thiên thời khác nhau khi thi triển đúng là đủ loại kỹ xảo bất đồng. Số lượng kiếm kỹ khổng lồ như thế, không nói là tu luyện, chính là nhìn xem cũng sẽ làm cho người ta đau đầu không thôi, càng không muốn nói phải đem toàn bộ nhớ kỹ, lại thêm phải tự hành lĩnh ngộ thực tế. Ngoài điều kiện tu tập biến thái, đệ tử có lòng học bộ kiếm pháp này không biết còn gặp bao nhiêu trở ngại nên bọn họ đối với trưởng lão sáng tạo ra tuyệt kỹ này, trong lòng thầm mắng không thôi. Theo thời gian trôi qua, cao thấp, trên dưới thất huyền môn đối với loại kiếm pháp này mất đi hứng thú, cho rằng không có khả năng ai đó sẽ luyện thành môn võ công này, đại khái là vị trưởng lão kia trước khi chết, suy nghĩ lung tung tạo thành, nếu không tại sao lại có những điều kiện tu luyện kỳ cục như vậy chứ. Rõ ràng là làm khó dễ đệ tử tham thấu nó, vì vậy bí tịch đã bị quảng sang một bên, không ai dòm ngó, hỏi han tới nữa. chương 40, Bí kỹ Uyên Nguyên, những người hay oán trách cũng không biết rằng vị trưởng lão sáng lập kiếm kỹ này, thì thực có một thân công lực cao thâm, khi còn tráng niên trong một lần chém giết trên giang hồ, trong lúc vô ý bị đối thủ phế bỏ võ công, sau này cũng vô pháp tu luyện lại nội gia chân khí. Vì sợ hãi địa vị của mình tại môn nội bị sụp đổ tan tành nên vị trưởng lão kia cũng không hướng người khác thổ lộ chuyện này, ngược lại từ đó trở đi hoàn thành một bộ võ công với cử động cao thâm khó lường, giấu giếm tất cả trên dưới mọi người. Nhưng công lực của hắn từ nay về sau đã không còn, đó là một sự thật không thể thay đổi, từ đó trở đi, hắn vẫn luôn luôn cẩn thận, dựa vào cơ trí hơn người, dĩ nhiên không bị người khác phát hiện. Thời kỳ đó chính là lúc mà thất huyền môn toàn thịnh, xương bá kính châu. Vị trưởng lão này khi phát giác công lực xác thật là không có cách nào khôi phục, dưới hoàn cảnh tuyệt vọng, lợi dụng quyền lợi trong tay, lặng lẽ giấu giếm tin tức, không nói cho người ở trên biết, phái kẻ dưới tay đánh lén rất nhiều người của các môn phái nhỏ biết được bí ẩn này. Từ trong môn phái hắn tham lam cưỡng đoạt rất nhiều bí tịch võ học quý hiếm, cố gắng tìm ra một loại không dùng nội lực, lại có khả năng xuất ra võ công tuyệt đỉnh. Kết quả, trải qua hơn một năm lục soát, hắn đích xác tìm ra rất nhiều bí kỹ tuyệt đỉnh, nhưng trong đó không có loại nào thích hợp có thể sử dụng. Hắn thất vọng, vị trưởng lão này cũng là một người tài cao thiên phú, là hạng người tâm trí tuyệt đỉnh. Khi tâm tàn ý lạnh, nghĩ đến việc có thể lợi dụng nhiều loại bí kỹ có trong tay, về sau tự mình sáng tạo ra một loại tuyệt học. Cái ý niệm gợi lên trong đầu đã làm cho hắn kích động không thôi, có thể sáng lập một môn võ học độc đáo, đúng là giấc mộng cả đời của mỗi một võ giả, từ đó về sau hắn một lòng một giả tập trung giải quyết nan đề này tự mình nghiên cứu thực tế các loại ý nghĩ. Cuối cùng, vì sợ vướng bận vào chuyện thế tục, hắn thậm chí hoàn toàn bế quan, tranh chấp của môn phái với ngoại giới cũng không có hỏi qua. Sáng tạo một môn võ học đích thực là một việc phi thường khó khăn. Huống chi hắn còn muốn tạo nên môn võ học có giới hạn lớn như vậy, vừa phải là loại không có chân khí có thể sử dụng, vừa phải hàm chứa nhiều bí kỹ, trở thành một môn võ công cao thâm tuyệt đỉnh. Quá trình sáng tạo nên vũ kỹ, trước đó chưa từng có bao giờ, thật khó khăn, vượt xa sự tưởng tượng của hắn, nhưng hắn cũng là một người có nghị lực rất lớn, trải qua nửa đời người làm việc toàn tâm toàn ý, sau quá trình hơn 10 năm dài thu thập kinh nghiệm, cuối cùng chát nhãn kiếm pháp đã xuất thế. Vị trưởng lão này hưng phấn vạn phần, vội vàng hướng đến những người khác bên trong môn phái báo tin mừng về võ công mới đại thành của hắn, thì phát hiện việc ngoài ý muốn, thất huyền môn đã hoàn toàn suy bại. Cả môn phái đang bị đông đảo các bang phái lớn nhỏ trên giang hồ vây công, tùy thời đều có thể phát sinh nguy hiểm toàn môn bị diệt phong. Năm đó, vị trưởng lão đã hoa giáp, vừa sợ vừa giận, tại thời khắc nguy cấp, lợi dụng kiếm ký quỷ dị mà mình vừa mới luyện thành, đại triển thần uy, liên tiếp giết chết nhiều cường địch, chấp nhiếp đông đảo các cao thủ còn lại, giúp thất huyền môn từ trong vòng vây trùng trùng, mở một đường máu sông ra ngoài, giúp thất huyền môn tiếp tục duy trì sau này, lập được đại công di thiên. Đáng tiếc chính là, sau khi vừa mới thoát được nguy hiểm, vị trưởng lão này lại gặp đại hạn, chỉ kịp để lại di trúc đem kiếm phổ tâm huyết của mình để vào thất tuyệt đường, liền nhắm mắt xuôi tay. Càng làm cho người khác tiếc nuối thêm nữa là trong những năm tháng sau đó, hậu bối đệ tử trước thời Hàn Lập, chưa có người nào thử tu luyện công pháp này, làm cho Minh Châu nhúm bụi, bất kiến thiên nhật. Hàn Lập đối với những việc quá khứ phát sinh, hoàn toàn không biết gì cả, nhưng thật ra cho dù biết, hắn cũng sẽ không có động tâm. Đối với hắn mà nói, cái môn kiếm kỹ này thích hợp dành cho hắn tu luyện, có khả năng giúp hắn bảo trụ tiểu mệnh đang nằm trong tay mặc đại phu, vậy là được rồi về phần nó lai lịch ra sao, là ai sáng tạo, Hàn Lập một điểm hứng thú cũng không có, hắn là người rất chú trọng thực tế, không có chút lợi ích nào, hắn sẽ không phí tâm đi tìm hiểu rõ. Trong phòng của mình, Hàn Lập thắp lên ngọn đèn, nằm bò trên mặt bàn gỗ, dưới ánh đèn hôn ám, tiếp tục đọc bí tịch. Hắn thực chất không có ý định sao chép bí tịch, mà chuẩn bị bằng vào trí nhớ vượt xa người thường của mình, kiên quyết đem hết toàn bộ ghi tạc trong đầu, cứ như vậy vừa an toàn, không sợ thất lạc, cũng không cần lo lắng lộ ra điều bí mật rất nguy hiểm này. Phải biết rằng, đối với Mạc đại phu, hắn vẫn bảo trì sự cảnh giác cực cao, sẽ không phải ngu xuẩn cho rằng đối phương một điểm cũng không dám thị mình, nếu trong phòng xuất hiện nhiều bản sao bí tịch như vậy, chẳng phải là tất cả đều lộ liễu ra hết ư, làm cho Mạc đại phu đối với mình sẽ có đề phòng. Ánh lửa đèn màu vàng, phốc một tiếng, bạo phát ra một cái hoa lửa nhỏ nhỏ, nhắc nhở Hàn Lập thời gian đã qua thật lâu, tất nhiên phải sớm đi nghỉ ngơi nhưng Hàn Lập hoàn toàn không thèm để ý đến, cả người đều chìm ngập vào thế giới trong bí tịch, vào các kỹ xảo kỳ dị trong sách, tâm thần hắn hoàn toàn bị hấp dẫn không thể rút ra được. Hoa lửa từng cái từng cái nổ lách tách, thân ảnh bị phản chiếu trên vách tường cũng tùy thời theo đó mà chấp lên không thôi, lớn nhỏ bất định. Mà bản thân Hàn Hập vẫn ngồi tại chỗ, một chút cũng không động, nhất động nhất tính, một người một bóng, hình thành nên một sự tương phản yêu dị, làm cho người bên ngoài có cảm giác khác lạ nhưng hài hòa vô cùng. Thời gian từng khắc, từng khắc trôi qua, bóng dáng sau lưng Hàn Lập từ rõ ràng từ từ biến thành mơ hồ, lại từ mơ hồ từ từ biến thành không, sắc trời bên ngoài đã sáng rồi. Hàn Lập đã bất chi bất giác si mê đọc cả buổi tối. Ba một tiếng, một cái hoa lửa cuối cùng bạo nổ, ngọn đèn cũng tùy thời hoàn toàn phụt tắt, Hàn Lập rút cuộc từ trong bí tịch bị đánh thức. Hắn ngẩng đầu nhìn xuống ngọn đèn, lại đưa mắt xem xét ánh sáng ngoài cửa sổ, trong lòng cười khổ một trận không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày nghiên cứu kỹ xảo giết người một cách si mê như thế tự bản thân hiện nay và trước kia thật khác xa nhau hàn lập cảm khái một trận mới đứng dậy quay quay cổ hoạt động tay chân khiến cho các khớp toàn thân phát ra ba ba tiếng động sau đó chuyển thân đẩy cửa đi ra ngoài lấy một chậu nước lạnh từ trong giếng phụ cận cẩn thận rửa mặt chấn chỉnh tinh thần của mình vận dụng trường xuân công tuần hoàn một vòng trong cơ thể ủ rũ cả đêm tựu đều biến mất vô ảnh vô tung Trải qua một đêm đọc và nghiên cứu, Hàn Lập đã biết rằng nếu muốn đem loại võ học này thấu hiểu một cách triệt để, không mất 8 năm, 10 năm khổ luyện thì cũng đừng có nghĩ đến, cho dù mình ở phương diện thiên phú hơn người, thì cũng phải mất 2, 3 năm thời gian mới có thể có chút thành tựu. Nhưng thời gian không đợi người a. À. Sao di thiên, ý nói công đức rộng lớn như trời biển. Sao sao bất kiến thiên nhật, không thấy mặt trời. mươi 41, lưu ngôn giả dạ xuất. Hàn lập lại không có nhiều thời gian để có thể chờ đợi, nhiều nhất là qua thêm 4, 5 tháng nữa, mặc đại phu sẽ cùng gã triệt để ngả bài, trước lúc đó gã nhất định phải có năng lực bảo vệ bản thân. Cho nên cuối cùng hắn đã quyết định, chỉ tu luyện một trong 9 loại đơn giản và dễ luyện thành nhất, ngay lập tức có thể sử dụng bí kỹ đó, các loại khác thì để sang một bên, đợi khi nào đào thoát khỏi miệng hổ, mới lại tiếp tục luyện tập cũng không muộn. Cứ như vậy trôi qua, thời gian tu luyện ngày một rút ngắn, khiến cho bản thân sớm đã học thành mật kỹ trong 9 loại dễ học và chóng thành công nhất. Kỳ thật trong lòng Hàn Lập cũng rất rành mạch, cho dù bản thân có đem bí kỹ đó luyện thành toàn bộ, cũng không phải là đối thủ của đối phương. Giả sử lần trước mặc đại phu không nói dối, hiển lộ thân phận bá chủ một phương trước đối phương, không biết có bao nhiêu thủ đoạn lợi hại và độc ác mà tại lần xung đột trước chưa hiển lộ ra. Đối phương hiển lộ thân thủ từ lần trước sợ rằng chỉ là một chút xíu của thực lực chân chính. Cho dù như thế, Hàn Lập cứ nghĩ tới thân thủ như quỷ mị đó, trong lòng vẫn phát xét từng trận, đối với mặc đại phu vẫn cực kỳ kiêng kỵ. Gã tự mình hiểu rõ cái thứ mà bản thân trong thời gian ngắn ngủi học thành là có hạn, có thể hình thành sự uy hiếp với mặc đại phu là rất nhỏ. Cho dù là đối phương có coi nhẹ mình cũng không tạo thành uy hiếp, nhưng thúc thủ chịu chói, mặc cho đối phương an bài mọi việc, Hàn lập ngàn vạn lần cũng không làm thế. Hàn lập biết nếu như thêm một lần cùng đối phương động thủ, thuận lợi duy nhất để thủ thắng đó chính là lợi dụng sự coi thường của đối phương dành cho gã. Chỉ vào lúc đối phương đang coi thường, đối với bản thân có điều sơ hốt. Lần nữa suốt kỳ bất ý ra tay, mới có khả năng giành được một con đường sống. Trong những ngày tiếp theo, Hàn Lập ngấm ngầm đem tất cả kiếm phổ ghi nhớ lại, chọn từ trong đó ra vài loại bí kĩ mà trước mắt có thể hữu dụng đối với gã, bắt đầu gia tăng nghiên cứu, muốn đẽo gọt ra một con đường tu luyện có hiệu quả nhanh chóng. Trải qua mấy ngày vắt óc suy nghĩ, một pháp môn tu luyện hoàn chỉnh đã được gã từ trong sách chỉnh lý lại, trong thời gian ngắn như vậy, có thể hoàn thành bao nhiêu công việc vụn vặt như thế, gã đối với hiệu suất của bản thân cũng rất đắc ý. Trong nửa tháng sau đó, Hàn Lập đem một chút sự tình vụn vặt nhất loạt xử lý thỏa đáng, khiến cho bản thân có sự chuẩn bị đầy đủ, cô lưu lại những việc ưu phiền. Đầu tiên gã đem nguyên bản của bí tịch, để nguyên cả phong bì chưa đụng vào, đem trả cho lệ phi vũ, tiện thể đem cả việc gặp phải gian tế của dã lang bang nói cho đối phương biết, đương nhiên việc biết thừa hắn là chủ phòng quản sự cũng nói luôn ra. Lệ phi vũ nghe xong, quả nhiên biến thành vừa mừng vừa sợ, vỗ vào đầu vai của gã, liên thanh kêu hảo huynh đệ, đối với việc hàn lập đem lại cho hắn đại công to lớn như vậy thực sự làm hắn cảm động bất quá hắn lại không biết hiện tại hàn lập còn đang bận rộn với cái mạng nhỏ của bản thân làm gì có tâm tư đi bắt gian tế vừa không phí công phí sức lại có thể chiếm được cảm tình của người khác gã làm sao mà cô làm chứ bận rộn xong với công việc của lệ phi vũ hàn lập lại tiếp tục tự mình thượng môn đi tìm mấy vị sư phó thợ rèn có kỹ thuật tốt tại chỗ của bọn họ đặt làm vài chiếc vỏ kiếm có hình dạng không đồng nhất tiện thể yêu cầu bí mật làm chút cải tiến ở trên bề mặt. Ngoại trừ những thứ đó ra, vẫn còn một ít phụ kiện vô danh và mấy cái chuông sắt lung linh tinh xảo, cũng được yêu cầu hoàn thành trong thời gian nhanh nhất, vì thế Hàn Lập đã tiêu phí rất nhiều ngân lược, khiến gã cảm thấy có chút đau lòng. Vài ngày sau, Hàn Lập nhận được từ chỗ thợ rèn những vật phẩm mà mình tự đặt làm, nhìn thấy bao kiếm sáng loáng cùng với chuông lấp lánh tinh xảo, gã cực kỳ thỏa mãn, luôn miệng tán dương không ngớt tay nghề của mấy vị thợ rèn, cảm thấy ngân lượng của bản thân đúng là không phí phạm. Ngay đêm hôm đó, Hàn Lập từ chỗ ở của mình, biến mất một cách vô ảnh vô tung, chỉ lưu lại trên giường ngủ một trang giấy, trên đó viết. Mặc lão người cô cần phải lo lắng, ta cô phải là đào tẩu chạy trốn, chỉ là cảm thấy cùng người ở trong cùng một sơn cốc, áp lực quá lớn, cô có lợi cho việc tu hành trường xuân công. Vì thế, đệ tử quyết định tìm một chỗ an tĩnh khác ở trên núi, bế quan tu hành. Người cứ an tâm, vào đúng ngày này 4 tháng sau, ta sẽ đúng giờ hội ngộ cùng người. Hàn lập bái thượng lưng dựa vào chiếc ghế thái sư mặc đại phu tay trái cầm tờ giấy tinh tế nhìn trên mặt mây đen dày đặc mặt bên kia của bàn hãy còn để thêm một trang giấy khác trên đó ghi lại mục lục các loại vật phẩm mà trước đó không lâu hàn lập đặt làm ở chỗ thợ rèn bên trong phòng lúc này ngoại trừ âm thanh cạch cạch do mặc đại phu đang dùng ngón tay của tay phải nhẹ gõ lên mặt bàn còn lại không còn bất kỳ một âm thanh nào khác đột nhiên hắn hử lạnh một tiếng tấm giấy trong tay tan thành những mảnh vụn khẽ rơi trên mặt đất hắn ta sốt ruột đứng dậy, đi lại vài bước bên trong phòng, cao mày như đang đánh giá cái gì đó, sau khi đi đi lại lại vài bước hắn dừng lại, mở miệng tự nói. Con thỏ nhóc, mặc dù không biết người đang nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì, nhưng bất luận muốn chơi đùa như thế nào, người cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu, người như người ta đã nhất định muốn rồi. Nói xong, mặc đại phu đột nhiên quay người, đi tới trước cửa sổ, một âm thanh trầm dài như tiếng còi phát ra từ miệng hắn, lập tức một con con chim nhỏ vô danh lông màu vàng từ ngoài cửa sổ bay vào, lượn vài vòng trong phòng rồi đậu xuống đầu vai hắn. Con chim nhỏ này vừa ổn định thân hình, liền thân thiết dùng chiếc mỏ cọ sát vào mặt hắn, còn phát ra những tiếng kêu thanh thoát cô lỗ lỗ. Tốt rồi, ta biết ngươi đói rồi. Đây, đây chính là hoàng lật hoàn mà ngươi thích ăn nhất. Mặc đại phu vừa nhìn thấy chú chim, khuôn mặt âm trầm hiện lên vài tia vui vẻ, ánh mắt lộ ra vẻ sủng ái chiều chuộng, hắn lấy từ trong túi áo ra một ít thức ăn của chim, nhét vào miệng của con chim nhỏ. Đi đi, cũng giống như lúc trước, theo dõi cẩn thận người đó, hắn ta chỉ cần hơi rời khỏi sơn mạch này một chút, lập tức bay về báo lại cho ta. Mặc đại phu giống như đang dặn dò một người, con chim nhỏ ăn xong thức ăn, hưng phấn kêu cô lỗ lỗ, bay lượn trong phòng, nghe lời của hắn ta xong, lượn một vòng, trong nháy mắt từ cửa sổ bay ra ngoài, biến mất tại cô chung. Hừ, có vân xí điểu loài chim được xưng là mạnh hơn cả mũi tên nhọn được bắn ra khỏi cây cung cứng, bay cực nhanh, theo rồi ta xem ngươi sẽ chơi đùa như thế nào. Mặt hắn hiện lên vẻ âm u đáng sợ lẩm bẩm nói. Bốn tháng a AH, ta đợi ngày ngươi đến, nhìn tình hình này, kế hoạch có lẽ thành công rồi. Hiện tại ai dám trước mặt ta làm trở ngại kế họa, ta liến giết chết kẻ đó, thần cản sát thần, Phật cản sát Phật. Ha ha, ha ha, mặc đại phu trong dây lát cười rộ lên như quên cả bản thân, trong mắt tràn đầy vẻ phong cuồng. chương 42, Vân Xí Điểu, người thật quá đắc ý rồi, tiểu tử này rất tinh minh, cô giống như ngọn đèn sắp hết dầu đâu. Người cẩn thận cô thì mắt thấy đại công cáo thành mà lại thành thất bại trong gang tắc, bại trong tay gã tiểu tử này. Đột nhiên âm thanh của một thanh niên nam tử vang lên trong đầu của Mạc Đại Phu. Mặc Đại Phu biến đổi sắc mặt, trên mặt giống như tràn đầy xương lạnh, lạnh lùng khiển trách. Sư tử đồng, việc của ta ngươi đừng xen miệng vào, ta chưa cần ngươi phải giáo huấn, nếu như ta thành công tự nhiên cũng có chỗ tốt cho ngươi nhưng thật ra công pháp ngươi đưa cho ta hình như có chỗ không ổn phải chăng ngươi hy vọng ta đến lúc đó xuất hiện việc ngoài ý muốn giọng của mạc đại phu mang vẻ nghi hoặc thanh âm này tựa hồ như rất sợ mạc đại phu nghe lời dọa dẫm của hắn xong vội vàng lên tiếng giải thích sao có thể sai được ngươi không phải đều dùng động vật thử qua rồi sao một con cũng không chết cũng có khi do ngươi chưa quen với công pháp nhưng con kia chết đi hẳn là cô trở ngại gì tới kế hoạch của ngươi a hát Hừ, tốt nhất là đúng như vậy, đáng tiếc ta không thể luyện tập nhiều hơn nữa, nếu không ta càng nắm chắc được thêm vài phần rồi. Mạc Đại Phu nghe xong lời thanh âm nói, liền nghĩ tới việc thí nghiệm công pháp lần trước, những nghi hoặc cuối cùng trong lòng liền lập tức biến mất. Hắn nói xong câu đó, thanh âm kia dường như đã rút ra được lời giáo huấn lúc nãy, không dám mở miệng tiếp lời, chỉ còn lại Mạc Đại Phu lẩm bẩm lầu bầu một mình như thần kinh, toàn bộ căn phòng toát lên sự yêu dị quái đản. Lúc này thì Hàn Lập đang ở trong một khe núi hoang vu, nơi này so với địa phương gặp gỡ lệ phi vũ hãy còn hẻo lánh và bí ẩn hơn. Địa thế của nơi này bị đỉnh hai ngọn núi cao chót vót kẹp giữa tạo thành hình chữ nhất, hai đầu của khe núi bị các bụi cây rậm rạp biết kín hết, căn bản là không cách nào đi ra đi vào được. Ngoại trừ từ phía đỉnh của ngọn núi thấp hơn một chút thả một sợi dây thường xuống làm lối đi, không còn con đường nào khác. Hơn nữa nơi này chính là nơi sinh trưởng của cây bụi gai, chúng mọc chi chít khắp nơi, chiếm một địa bàn khá lớn ở đây, chỉ lưu lại một khoảng nhỏ để cho Hàn Lập có thể chen chân vào. Trên đỉnh của khe núi, có vô số dây leo mọc lan rộng đan dệt vào với nhau, hình thành lên một tấm màn nhung màu xanh của thiên nhiên, khiến cho Hàn Lập không phải mất công lo lắng là có người vô ý đi qua nhìn thấy gã đang ở phía dưới. Hàn Lập đem những vật phẩm mình mang trên người đặt lên một khối đá cực lớn, rồi đi tới khu đất trống ở Trung ương, nhắm hai mắt lại tự đánh giá một chút, lát sau bỗng mở hai mắt, lộ rõ vẻ kiên nghị, khẽ nói, bắt đầu luyện từ môn khó luyện nhất Nguyễn Cốt Công A Hát. Cứ như vậy, Hàn Lập bắt đầu con đường tu luyện riêng của mình. Gã Tịnh không hề biết, cách gã không xa, có một con chim nhỏ lông vàng đậu ở đầu cành, không quản ngày đêm quan sát gã, thấy gã không có biểu hiện của việc chạy trốn, nó mới không cần quay về để báo cáo với chủ nhân của nó. Thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian 4 tháng, nháy mắt đã trôi qua một nửa. Cùng lúc này trong khe núi, liếc mắt trông ra xa chỉ là một khoảng không trống vắng không người, không thấy chút bóng dáng của Hàn Lập, chỉ thấy con chim nhỏ lông vàng kia không lo lắng không sao động đậu nguyên tại chỗ, dùng cái mỏ từ tốn trải bộ lông, đối với việc không nhìn thấy mục tiêu cần giám thị, nó coi như không có gì, tựa hồ như đã đem nhiệm vụ của nó vứt lên tận chín tầng mây rồi. Đột nhiên, lại có thêm một con chim nhỏ lông xám, xuyên qua tấm màn xanh ở phía trên, bay vào trong khe núi, sau khi lượn vài vòng, hạ xuống một cái cọc màu vàng ở bãi đất trống, nhìn bộ dáng như định nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ bay đi. Con chim nhỏ lông vàng lúc này hất hất đầu, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn đồng loại vừa bay tới, sau đó lộ ra thần tình mỉa mai y hệt như con người, đối với con chim nhỏ lông xám tựa như rất khinh thường. Con chim nhỏ mới đến, đứng thẳng trên một chân, nhìn bốn phía chung quanh, cuối cùng phát hiện ra đồng loại của nó, nó giang cánh như muốn bay qua bên đó. Đột nhiên, thật bất ngờ, một bàn tay màu vàng khô héo, từ trên trời hạ xuống, một phát túm được ngay con chim lông xám còn đang không biết gì. Biến cố này, khiến cho nó hoảng sợ vạn phần, nó liều mạng dãy ruộng, đáng tiếc căn bản có dãy cũng cô thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân bàn tay. Lúc này con chim nhỏ mới phát hiện, cái cọc gỗ dưới chân mình, cô biết từ lúc nào đã biến thành một thiếu niên toàn thân tròn tấm vải màu vàng, thiếu niên này toàn thân da ngăm đen, trông như người bình thường, mắt thô mày rậm, ngoại trừ nhãn thần có chút trong suốt ra, không còn chỗ nào hấp dẫn cả. Thiếu niên mỉm cười, nhìn con chim nhỏ trong tay đang không ngừng dẫy ruộng, đợi đến khi nó hoàn toàn mệt mỏi, mới thả tay, ôn tồn nói đi đi, lần sau đừng ngốc như thế, phải nhìn địa điểm cho rõ ràng rồi mới đặt chân a AH. Trong nháy mắt con chim nhỏ đã đạt được tự do, không ngoảnh lại nhìn con chim đồng loại kia, hoảng loạn phiến động đôi cánh, đầu cô quay lại bay ra khỏi đáy khe. Đưa mắt nhìn con chim bay đi mất, thiếu niên cô động đậy đứng tại chỗ đó một lúc, mới châm rãi lầm bẩm Xem ra liếm thức công và ngụy nạc thuật đều có hỏa hầu nhất định, sau này nên luyện tập ám sát trong mật thất. Nói xong hàn lập di động thân hình, Đi về hướng về căn nhà gỗ nhỏ mới xây ở gần đó, đi qua cái cây có con chim nhỏ màu vàng đang đậu, không nén được ngẩng đầu lên nhìn một cái. Con chim này hành động rất cổ quái, vào nửa tháng trước Hàn Lập đã phát hiện ra. Con chim này một mực đậu ở cành cây gần đó, lúc nào cũng chăm chú nhìn hắn, tựa hồ như có linh tính. Khi nhìn thấy nó vào lần đầu tiên, Hàn Lập liền bị linh tính của nó thu hút, đối với con chim nhỏ màu vàng này cực kỳ yêu thích. Gã đã thử qua mọi cách dụ dỗ, dỗ, bất luận sử dụng phương pháp nào dụ dỗ câu dẫn bẫy dập đều dùng không được, con chim nhỏ này một chút mắc lửa cũng không có, lại còn dùng một loại ánh mắt giống như đang nhìn một đứa ngốc để miệt thị gã, khiến cho Hàn Lập bất đắc dĩ có chút cười khổ. Sau đó một lần tức giận, gã ta định dùng tới sức mạnh, nhưng không đợi gã tới gần, con chim đã giang cánh bay lên trên trời, Hàn Lập vừa rời khỏi một cái, con chim ngay lập tức bay về đậu vào chỗ cũ, khiến cho Hàn Lập chỉ có thể đứng tại chỗ chừng mắt nhìn. Nghĩ tới đấy, Hàn Lập có chút cáu giận chịu không nổi, không thèm quan tâm đến con chim đó nữa kỳ thực trong tâm gã đã loáng thoáng ý thức được lai lịch của con chim này sợ rằng nó có quan hệ với vị mặc đại phu kia rất có khả năng là tai mắt của hắn ta phái đến giám thị gã bất quá hàn lập khô ngo quan tâm chỉ cần không phải là đích thân mặc đại phu đến giám thị một con chim nhỏ có thể nói cho hắn ta được cái gì huống hồ gã thực sự là yêu thích tiểu gia hỏa thông linh này không nhẫn tâm dùng độc kế thủ đoạn để đối phó với nó còn mặc đại phu lúc này đang ở trong một thạch thất dùng bột phấn làm từ xương cốt của giã thú giải thành một trận pháp kỳ quái, hắn vừa giải, vừa cùng một người khác ở trong đầu, thảo luận cái gì đó, hoàn toàn không biết rằng, Hàn Lập đã khám phá ra thủ đoạn giám thị của hắn. chương 43, Vạn Sự Cụ Bị, Thất Huyền Môn trong giai đoạn này cũng xảy ra một đại sự rất quan trọng. Thần tượng của bọn tân đệ tử lệ sư huynh cơ cảnh hơn người, đường trường phá tan âm mưu trộm lấy danh sách đệ tử xuống núi lịch lãm của hai gã gian tế mà dã lang bang phái tới nằm vùng, cùng vài tên đồng môn nhất cử bắt bọn chúng, lập được công lao không nhỏ. Sau đó vài ngày, vương môn chủ trước mặt đông đảo đệ tử, thuộc phong lệ phi vũ chức vị hộ pháp, khiến cho hắn chính thức tiến nhập vào trung tầng thất huyền môn, gây ra không ít xôn xao, danh tiếng lệ phi vũ cũng trở nên ngày càng vang dội. Hàn lập đối với việc này thật không hay biết gì cả, hắn đang phong bế bên trong một căn mộc ốc, tiến hành huấn luyện đặc biệt, ngoài việc thỉnh thoảng đảo qua phòng bếp lấy chút thực vật, hắn mấy ngày nay không có cùng người khác tiếp xúc qua, tự nhiên không biết bạn tốt hiện nay phong quang vô hạn. Hạ qua thu đến, thời gian như thoi đưa, cuối cùng cũng chỉ còn cách ngày ước định có một hôm. Trong rừng đầy bụi gai, dưới những nhánh cây đã trưởng thành đầy gai nhọn lợi hại, có một thân ảnh vô cùng quỷ dị, lúc ẩn lúc hiện, vậy mà các gai nhọn cực kỳ nguy hiểm kia không cách nào sinh ra chút trở ngại đối với hắn. Hắn tự như là làn khói xanh bình thường, từng bước từng bước từ trong lưới gai được kết dày đặc, quỷ mị hiện ra, một hồi thì xuất hiện tại vùng lân cận, một hồi lại từ xa xa thoát ra, cả quá trình lặng yên không tiếng động, phảng phất dường như không phải là thân thể thực sự, mà là vô hình. Cuối cùng, bóng nhân ảnh này hạ xuống một cành cây, đứng ở đầu ngọn cây nhìn thẳng ra xa xa, đích xác là hàn lập tu luyện đã có chút thành công. Lúc này quần áo trên người hắn sớm đã rách dưới tà tơi, da thịt thông qua đó cũng đều lộ ra, tóc tai thì bù xù, dối bời, trên mặt đen đen trắng trắng, nhìn không ra chân diện mục nhưng làm kẻ khác kinh ngạc nhất là tại cổ, bên hông, cánh tay, bắp đùi, cổ chân, phân biệt sát một cái chuông nhỏ bằng sắt tinh xảo. Nhìn những thiết linh này, tưởng tượng lại di động như u linh của Hàn Lập trong rừng, không khó nhận ra rằng thân pháp vừa rồi yêu dị đến mức nào. Hắn vẫn không nhúc nhích, nhìn về phía thần thủ cốc, thì thào, lẩm bẩm. Thời gian qua thật tốt, rút cuộc tại ngày tập luyện cuối cùng đã luyện thành la yên bộ, có nó tự có thêm điểm nắm chắc khi tự bảo vệ mình. Mặc dù không cách nào thấy rõ dáng vẻ trên mặt nhưng trong mắt hiện lên sự vui sướng, chính là không hề kìm nén mà lộ ra. Trải qua nhiều tháng nghiên cứu, Hàn Lập đã nắm giữ được vài bí kíp có uy lực không nhỏ. Hắn đối với những loại bí kíp này có vài phần tự tin, tin tưởng cho dù không thể đối kháng cùng mặc đại phu với thân thủ cao thâm khó lường, nhưng có vài phần tín tâm để tự bảo vệ. Một trận gió nhẹ thổi tới, Hàn Lập cảm thấy trên người có chút lạnh giá. Hắn cúi đầu xuống, nhìn bộ quần áo với những lỗ thủng, suy nghĩ đến bộ dạng chính mình bây giờ, trong lòng không khỏi nhịn được có chút cười khổ. Hồi tưởng tình hình lúc luyện tập lại yên bộ hắn vẫn còn bảo lưu vài phần sợ hãi còn rơi rất lại, trong rừng gai tu luyện thân pháp, thật đúng là muốn tìm chết. Bởi vì lúc đầu thân pháp còn sơ sai, không thể tránh khỏi bị các đầu cành cây đâm mạch, làm cho khắp người thâm tím, bị thương, máu chảy ròng ròng. May mắn trong người có mang theo dưỡng tinh đan, nó chẳng những có khả năng trị nội thương, đối với ngoại thương cũng hiệu quả vô cùng, sau khi ăn một viên, chẳng những lập tức cầm máu liền sẹo, đến ngày thứ hai ngay cả vết sẹo cũng có thể tiêu trừ, một tia dấu vết cũng không có. Để ý đến nó, Hàn Lập sách sách lấy làm kỳ lạ một hồi lâu, loại thuốc này mạnh hơn nhiều so với thuốc trị thương bình thường, chỉ là không biết tại sao lại gọi là dưỡng tinh đan, theo ý hắn nên gọi là khứ ba, chỉ huyết hoặc gì gì đó xem ra thích hợp hơn. Nếu như vị cao nhân sáng chế ra dưỡng tinh đan biết ý nghĩ này của Hàn Lập, sợ rằng sẽ tức giận đến hộp máu, hắn tỉ mỉ bí chế thánh dược trị thương, dĩ nhiên không thể ở cùng một vị trí so với kim sang dược phổ thông mà lang trung giang hồ quê mùa chế ra, cao thấp có sự phân biệt có thể nào không làm cho vị cao nhân này nổi điên cơ chứ? Bất quá cũng chính bởi vì luyện tập trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế, Hàn Lập mới có thể kích phát toàn bộ tiềm lực, trong thời gian ngắn ngủi làm cho La Yên Bộ có vài phần hỏa hầu, có thể lập tức sử dụng. Hơn nữa, không có gì bất ngờ, tại mấy ngày trước, trường xuân công của Hàn Lập đã luyện đến tầng thứ 6, đây là khẩu quyết cao tầng nhất mà mặc đại phu cấp cho hắn, nếu không có hơn 10 bình linh dược phụ trợ, hắn dù có xuất ra toàn bộ khí lực, cũng không thể tại thời gian còn lại này luyện được. Sau mấy năm luyện tập, Hàn Lập đối với Trường Xuân Công cũng thấu hiểu không ít, cảm giác được công pháp này phi thường kỳ lạ, bất luận là phương pháp tu luyện hay công hiệu so với võ công bình thường hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên Hàn Lập biết rõ rằng bộ công pháp này tu luyện thành công hay không, tốc độ tu hành nhanh chậm, chủ yếu là nhìn người mà quyết định, xem tu luyện giả tư chất ra sao, có hay không cùng với nó thích hợp. Giả dụ tư chất tốt tự nhiên có thể thuận lợi tu hành không có trở ngại. Phỏng chừng cho dù không có ngoại lực trợ giúp cũng có khả năng dựa vào sự khổ luyện đạt tới cao tầng. Hơn nữa giả dụ tư chất không tốt, luyện tới một tầng nào đó, không có linh dược hỗ trợ sẽ khó khăn tiến bước. Hàn Lập phỏng đoán rằng có khi cả đời cũng chỉ có thể đạt đến đó mà thôi, không tiến tới được nữa. Chính hắn cũng cùng một dạng như vậy, ba tầng đầu tu luyện phi thường thuận lợi, đến tầng thứ tư đột nhiên vô cùng gian nan, không hề tiến bộ thêm. Nhưng nếu có linh đan diệu dược như vậy cho dù không có khả năng cũng biến thành có khả năng có thể đột phá hạn chế về mặt tư chất đột phá tiến lên tầng khác bởi vậy mới biết dược lực đối với công pháp này có sự giúp đỡ lớn đến mức nào tuy nhiên đem linh dược làm linh thực một ngày ăn một hai viên như hắn phỏng chừng khắp thiên hạ cũng không có mấy người cho nên theo lý thuyết tầng thứ năm thứ sáu càng khó luyện thì hắn không uổng tí sức lực nào đã hoàn thành hoàn toàn không gặp lại sự khó khăn gian nan như ở tầng thứ tư mà tầng thứ sáu của trường xuân công hoàn thành ngoài việc hàn lập cảm giác được tinh lực càng thêm tràn đầy thì đầu óc càng thêm linh hoạt tạm thời còn chưa có phát hiện diệu dụng khác nói cũng kỳ quái từ khi thu luyện trường xuân công đến nay chỉ là tại tinh thần ý nghĩ ngũ cảm mỗi tầng đối với hắn đều tăng mạnh nhưng tác dụng đối với thân thể thì rất ít chỉ làm thân thể hắn cường kiện cước bộ nhanh nhẹn nó hình thành một dòng chảy năng lượng hàn lập gọi nó là ngụy chân khí mặc dù cũng có khả năng giống như chân khí bình thường tại trong kinh mạch tự ý vận hành nhưng trừ việc làm cho xúc giác mình trở nên càng thêm linh mẫn bén nhạy tựu cũng không có hiệu quả gì thực dụng không thể như chân khí uy lực kinh người mặt khác hắn luyện đến đó cảm giác được phía sau tầng thứ sáu nhất định còn có khẩu quyết có lẽ diệu dụng của nó đều tại mấy tầng tối hậu này nghĩ đến đây hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu bằng vào quan hệ giữa hắn với mạc đại phu bây giờ công pháp mấy tầng sau muốn cũng đừng có mơ chấm dứt suy nghĩ miên man của chính mình hàn lập tung thân nhảy lên nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất một chút tiếng động cũng không phát ra, sau đó hướng tiểu mộc ốc đi đến. Ngày mai sẽ chạm mặt mặc đại phu, trước thời điểm đó, hắn muốn lợi dụng tất cả thiên phú của mình, vạch ra trong đầu từng bước gặp mặt, cân nhắc cẩn thận những tình tiết nhỏ có thể phát sinh, đối với mỗi loại nguy hiểm, đưa ra phương án ứng đối tốt nhất. chương 44, Vô Nhàn Đề Mặt trời ban ngày ở trên cao cao, cho dù đã chớm thu nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy nóng như thiêu như đốt. Mặc đại phu trong phòng của mình, có chút đứng ngồi không yên, tuy hắn đối với thủ pháp ép buộc hàn lập rất có tự tin nhưng cho tới bây giờ vẫn là có chút cân nhắc lợi hại đột nhiên một trận bước chân từ xa xa truyền tới đang dần dần tới gần ốc phòng này âm thanh tiếng bước chân nghe rất quen thuộc mặc đại phu mừng rỡ vội vàng cất bước chạy đến trước cửa đưa tay đem cửa phòng đẩy ra cách đó không xa một bóng người đang chậm rãi đi tới chính là mục tiêu mà mặc đại phu chờ đợi hàn lập nhìn đối phương tự mình từ từ đến gần mặc đại phu ngăn chặn hưng phấn trong lòng trên mặt miễn cưỡng xuất ra vẻ tươi cười. Tốt, ngươi rất đúng hẹn, chứng kiến ngươi không có chủ ý chạy trốn, ta thật cao hứng, ngươi đúng là sáng suốt. Hiện vào nhà đi, chúng ta phải hảo hảo nói chuyện. Lúc này vẻ mặt mặc đại phu hiền lành giống như trưởng bối láng giềng, trên mặt sáng lạn như một đóa hoa nở rộ. Ngươi yên tâm, bên trong phòng không có che giấu cái gì, không phải là đầm rồng hang hổ. Mặc đại phu chứng kiến ánh mắt hàn lập hướng ốc phòng có chút cảnh giác, vội vàng mở miệng giải thích một chút, sử dụng tiểu thủ đoạn khích tướng hừ ta nếu đã tới sao có thể sợ mà không tiến vào trong ốc phòng của ngươi chứ hàn lập hừ khinh một tiếng tựa hồ thật sự bị kích động mở miệng nói sau đó hắn tiên phong cất bước đi tới mặc đại phu vội vàng cười hớn hở thân thể mau tránh ra tạo thành một đường thông đạo vào nhà thấy hàn lập đi đến hắn đã nghĩ tiện tay đem cửa đóng lại nhưng đột nhiên hàn lập không quay đầu lại nói ngươi nếu như dám đóng cửa ta sẽ tin rằng ngươi muốn dở thủ đoạn bị ổi bắt rùa trong giọ, ta sẽ không cùng người bàn bạc nữa. Mạc Đại Phu vừa nghe xong liền sửng sốt, chu trừ trong chốc lát nhưng sau đó cũng rời cửa, lãnh đạm nói. Ta thật tâm muốn cùng người thương lượng sự tình, không phải gây bất lợi với ngươi, ngươi nói không đóng cửa thì sẽ không đóng. Lập tức Mạc Đại Phu như thường lệ tới nằm thẳng trên ghế thái sư, Hàn Lập cũng không khách khí, lôi tới một cái ghế đầu, hắn nghênh nghênh ngang, ngang ngang ngồi xuống đối diện, hai người đã nửa năm không gặp nhau đánh giá đối phương lẫn nhau trong chốc lát hàn lập thấy mặc đại phu so với trước kia rõ ràng già hơn rất nhiều cùng với ông lão 70 hoàn toàn không có cái gì bất đồng trong lòng không nhịn được âm thầm tự nói chẳng lẽ lời nói trước kia của đối phương là thật thật sự chỉ muốn mình giúp lão khôi phục tinh nguyên không có chủ ý ma quỷ nào khác là tự mình tưởng tượng quá nhiều thứ sao hàn lập đảo mắt bốn phía một cái trong dây lát đồng tử có rút lại một chút gã thần bí nam tử cao lớn kia vô thanh vô tức đứng ở trong góc, lặng yên không tiếng động, giống như một người chết, nếu không phải cố tình để ý, khẳng định không cách nào biết được sự tồn tại của hắn. Lúc này Mạc Đại Phu cũng đã quan sát xong Hàn Lập, phảng phất đối với trạng thái của hắn rất hài lòng, ôn hòa mở miệng nói. Chứng kiến bộ dáng người bây giờ, làm cho ta nhớ ra tình hình lúc người mới tiến môn, khi đó người chỉ là một hài đồng hơn 10 tuổi, chỉ cao có như vậy, hiện tại người đều cao to hơn, thật sự là năm mọi người đều hiểu mà tháng không có buông tha con người a à. Đối phương lại nói chuyện thân thiết như vậy, làm cho Hàn Lập có chút không hiểu, chẳng biết dụng ý của lão, nhưng trong lòng lập tức đề cao cảnh giác, đối chính mình tự nhắc nhở, đối phương chính là một lão hồ ly, hắn ăn muối còn nhiều hơn mình ăn cơm, đừng khinh suất, không thì rơi vào bẫy của lão. Mặc lão, người đích thị chiếu cố ta, ta vẫn ghi nhớ trong lòng, không dám quên, nếu có cái gì sai phái, thỉnh lão cứ việc mở miệng phân phó. Hàn Lập thần sắc trở nên hòa hoãn, xưng hô lễ phép, tựa hồ cũng biến trở thành gã đồ đệ thông minh trước kia. Hảo, hảo, có những lời này của ngươi, ta cũng không minh bạch đã bỏ nhiều tâm huyết tại trên người ngươi. Tới đây, để ta trước tiên xem tiến độ trường xuân công. Mặc đại phu dường như thực sự hóa thân thành vị sư phụ nhân từ, thân thể đứng lên đi tới, trực tiếp bắt mạch hàn lập. Lão hồ ly, vẫn còn thật sự cậy ra, da mặt thật dày. Hàn lập trong lòng thầm mắng một câu, vội vàng nghiêng người tránh thoát một chảo của đối phương. Mặc lão đừng nóng vội, ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, trường xuân công của ta đích xác đã luyện thành tầng thứ tư. bất quá người có phải hay không trước tiên đem giải dược thi trùng hoàn ban cho để cho ta giải trừ sự lo âu sẽ an tâm cho ngươi xem công lực. Hàn lập mỉm cười, dùng giọng điệu rất thành khẩn nói với đối phương. Âu, thật là, người coi coi xem đầu óc của ta, người biến giả, trí nhớ cũng không tốt. ta vốn định đưa giải dược cho ngươi khi ngươi vừa vào phòng. Mặc đại phu đột nhiên nhận ra, dường như vừa mới tự mình nhớ ra. Lão từ trong tay áo của mình lục lọi xuất ra một cái bình bạc, từ trong dốc ra đan dược màu đen, ném tới Hàn Lập. Hàn Lập làm bộ dáng như luống cuống tay chân, khó khó khăn khăn mới tiếp được đan dược, đem đến dưới mũi ngửi, một mùi cay nồng bốc lên, hắn ngẩng đầu nhìn mặc đại phu một chút, đối phương cũng đang nhìn hắn cười gượng gạo. Hắn thoáng do dự, có chút hoài nghi sự thật giả của dược hoàn này. Nhưng không ăn lại không được, bởi vì thi trùng hoàn sắp đến ngày phát tác, giả sử không ăn, có lẽ mạng mình thật muốn ô hô ai tai hắn từ vị trí đối phương nghĩ rằng mình hoàn toàn vẫn còn có chỗ hữu dụng, lẽ tất nhiên không phải là giải dược giả rồi, liền thần sắc ngưng trọng đem dược hoàn nuốt xuống, sau đó tĩnh lặng đợi chờ dược lực phát tác. Mạc Đại Phu lúc này trái lại không vội đứng lên, lại từ từ nằm xuống chỗ cũ, luyên tuyên cùng hắn nói chuyện phiếm, tựa hồ quên mục đích cuối cùng tìm Hàn Lập tới. Không bao lâu Hàn Lập cảm thấy trong bao tử có một sát na đau đớn, nhưng lập tức trôi qua, hắn vội vàng kiểm tra thân thể, phát hiện thi trùng hoàn nọ đã biến mất, một điểm cũng không còn, trong lòng không nhịn được mừng rỡ, trên mặt cũng lộ ra một tia dấu vết. Biến hóa này tự nhiên không thể tránh được sự chú ý của Mạc Đại Phu đang đối diện hắn, lão sau khi chờ Hàn Lập kiểm tra dược tính giải dược, hướng Hàn Lập cười hớn hở nói: "Hàn Lập à, nói rằng ta cho người phục dùng thi trùng hoàn cũng là sự bất đắc dĩ, nếu không có nó ở sau đốc thuốc, sợ ngươi cũng không phải dễ dàng mà luyện thành tầng thứ tư a." Đa tạ ý tốt của Mạc lão, bất quá loại mỹ sự này lần sau không cần dùng trên người tại hạ. Hàn lập giải trừ một cái hòa tâm phúc, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, thoáng có chút tin tưởng thành ý lão, cũng không đối với điều dối trá kia châm trích. Bây giờ, có thể cho lão phu xem mạch của ngươi không? Mặc đại phu vẫn còn nói thành tâm câu này làm cho hàn lập khó mở miệng, ai biết đối phương có hay không nhân cơ hội này chế trụ chính mình. chương 45, ám toán giữ lão nha, hàn lập cúi đầu tự cân nhắc, xem ra không cho đối phương kiểm tra công lực của mình thì thật là không được rồi. Đối phương không chút do so dự đem giải dược thi trùng hoàn cho hắn, đã hướng hắn biểu thị rõ ràng chút thành ý, nếu như mình lại từ chối, ngược lại sẽ làm cho đối phương tự dưng nổi lên sự nghi ngờ, tưởng rằng trên thực tế mình không có luyện thành tầng thứ tư Trường Xuân công, mà chỉ dùng để nói dối lão. Cứ như vậy, sự tình sẽ phát triển theo hướng bất hảo, nói không chừng sẽ phát xuất sóng gió gì đó ngoài ý muốn. Thêm nữa, chính mình đã đoán trước được bước này, trước tiên phải có chút chuẩn bị, cho dù đối phương khi bắt mạch lập tức trở mặt tự mình nhất định cũng có kế sách thoát thân. Nghĩ tới đây, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn thẳng song nhãn Mạc đại phu, chậm rãi mở miệng nói: "Mạc lão, xem ngươi sảng khoái cấp giải dược, ta cuối cùng tín nhiệm ngươi một lần, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Nói xong, hắn đưa cổ tay phải của mình ra, cẩn thận chú ý phản ứng của đối phương, vạn nhất có cái gì không đúng, hắn sẽ lập tức rút lại. Đáng tiếc, Mạc đại phu vẫn duy trì khuôn mặt với nụ cười giả vờ, căn bản nhìn không ra biến hóa gì chỉ là sau khi nghe được hắn nói câu đồng ý, lông mi thoáng chấp động giật mình, nhưng lập tức khôi phục nguyên dạng, xem ra đối với câu trả lời của Hàn Lập sớm đã tin chắc chắn. Lão cũng không nói thêm điều gì nữa, vươn tay trái khô héo, nhẹ nhàng đưa tới trên cổ tay Hàn Lập, nụ cười dần dần thu liếm, trở nên trang trọng, nghiêm nghị, tựa hồ đang làm một việc vô cùng thần thánh. Hàn Lập âm thầm khiến cho công lực của mình duy trì ở tầng thứ tư, nhìn thấy vẻ mặt loại này của Mạc Đại Phu, trong lòng có chút tự nhủ, sự cảnh giác lập tức nâng đến mức cao nhất, tay trái lặng lẽ dừng lại bên hông, nơi đó có đeo một đoạn kiếm đã được đặt làm theo yêu cầu. Từ từ trên mặt mặc đại phu hiện ra thần tình vui mừng lẫn sợ hãi, lão nhận thấy được trong kinh mạch Hàn Lập có năng lượng kỳ dị chảy liên tục, cường độ của nó vượt quá yêu cầu thấp nhất của lão. Thậm chí khiến cho lão, một con người khôn ngoan sắc sảo, tâm cơ thâm trầm, thấy đại sự